chương 1820, tỷ đệ hung dữ. Thật ra muốn vào thành lớn từ nhị tinh trở lên không dễ dàng, không phải cho phí vào thành là được. Đương nhiên vẫn phải giao phí vào thành nhưng cần có lý do đặc biệt, ví dụ ngươi là dân cư ngụ trong thành, ví dụ ngươi nhận lời mời đến. Muốn tùy tiện vào thành, không được, dù là người làm ăn cũng không thể vào hắc nguyệt thành, chỉ có thể bàn giao hàng hóa trong phó thành cho bên quan. Nghe nói hoàn cảnh tu luyện trong hắc nguyệt thành gấp 10 lần thương nguyệt thành, nếu Hắc Nguyệt Thành mở rộng cửa thì dù nó to lớn cũng chật ních người. Nhưng hạn chế như vậy có một ý đồ là làm nổi bật thành lớn nhị tinh cao cao tại thượng. Nếu mỗi người đều được vào hoàng cung thì còn uy nghiêm gì? Trong tiên vực có vật chất bất tử, vào chảm chân, vượt qua nhiều lần thiên nhân chi ách, về mặt lý luận đã có sinh mệnh vô tận. Nhưng sự thật thì đây là ích lợi lớn vô cùng cho mỗi người. Vì mỗi giây mỗi phút hấp thu vật chất bất tử động lại lâu trong cơ thể, thọ nguyên mỗi người cao hơn sinh linh cổ giới một mảng lớn. Tại đây dù là người không tu luyện cũng có thể sống đến năm, 600 tuổi. Sáng thế cảnh thì lên đến năm, 60 ức tuổi. Hắc Nguyệt Thành có đại trận tụ liếm linh khí, vật chất bất tử bốn phía, ở lâu trong thành thì tu luyện tiến bộ vùn vụt, thọ nguyên càng dài. Võ giả tu luyện chẳng phải vì cạnh tranh cướp tuổi thọ với trời sao. Những nguyên nhân cộng lại khiến thành lớn nhị tinh được người xua như xua thịt, dù là đám con ông cháu cha như Đinh Khiếu Trần cũng chen lấn muốn vào. Hơn nữa mới chỉ là thành nhị tinh, nếu là thành tam tinh tứ tinh ngũ tinh thì sao lăng hàn nữ hoàng đi dạo chán rồi quay về khách điếm mới đi một nửa thì bị một nữ nhân hùng hổ chặn đường nữ nhân đầy sát khí hỏi là các người đánh đệ đệ của ta khuôn mặt xinh đẹp mỹ nhân hàng đỉnh đương nhiên không bằng nữ hoàng một nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh nàng mặt mũi sưng phù tức giận chỉ vào lăng hàn nữ hoàng mét tỷ là bọn họ đánh ta là cái tên lúc trước muốn đùa giỡn nữ hoàng nhưng bị nàng đánh bay hai tỷ đệ này thú vị, một hỏi một đáp, nữ nhân hừ mũi, mỗi người tự đứt một tay, dập đầu xin lỗi đệ đệ của ta thì tha mạng cho các ngươi. Thanh niên chỉ vào nữ hoàng, tỷ, ta muốn nữ nhân kia, tuy gã chưa thấy khuôn mặt nữ hoàng, chỉ xem hình dáng yêu kiều của nàng đã làm tìm gã đập nhanh, muốn chiếm làm của riêng. Mặt nữ nhân lộ vẻ cưng chiều gật đầu nói, được được, y theo bảo nhi, nữ nhân nhìn hai người lăng hàn, nhíu mày hỏi, các ngươi còn đứng đó làm gì? lăng hàn lắc đầu nói các ngươi bị nhún nào sao nhún não không sợ nhưng biết rõ mình nhún não còn chạy lung tung là lỗi của các ngươi nữ nhân nạt mỏ nhọn nữ nhân tát lăng hàn ở trước mặt liếu mộ vũ ta đây có chỗ cho các ngươi kiêu ngạo sao lăng hàn tùy tay vỗ hóa giải đòn công kích của liếu mộ vũ thản nhiên nói ngươi không hỏi lý do đã ngang ngược chỉ trích còn muốn đánh gãy cánh tay của chúng ta bắt dập đầu xin lỗi thật là vô tri nếu cái này gọi là kiêu ngạo vậy đệ đệ của ngươi muốn cưỡng ép bắt nương tử của ta mà ngươi còn đồng ý thì thật làm ta đổi mới hiểu biết về con người. Lăng Hàn mỉm cười nói, ta quyết định bắt ngươi, tặng đại cho nam nhân độc thân làm nương tử, để ngươi cũng nếm thử mùi vị đó. Cũng giải quyết vấn đề khó khăn cuộc đời của nam nhân độc thân. Liễu mộ vũ cười khẩy nói, càn rỡ, liễu mộ vũ lại vỗ một trường, lần này là ôm hận đánh ra nên uy lực lớn nhiều, trường kinh hóa thành luồng nguyệt nhẫn, quy tắc đại đạo vòng quanh, các phù văn chiếu sáng bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Nữ nhân này quá điêu ngoa, tuy kết cấu tiên vực rắn chắc nhưng nếu sáng thế cảnh dốc hết sức vẫn gây phá hoại rất lớn. Nàng không quan tâm đang ở giữa đường khu vực buôn bán, muốn đánh nhau liền đánh. lang Hàn sầm mặt xuống, thi triển điện thiểm đột nhiên xuất hiện trước mặt liễu mộ vũ. Bốp, lang Hàn tắt một cái, cảm thấy chưa đã nên tắt thêm một cái nữa. Hai bà tai làm gò má xinh đẹp của liễu mộ vũ sưng đỏ, tóc tai bù xù chẳng còn vẻ quyến rũ, chỉ có dữ tợn liễu mộ vũ hung tợn trừng mắt lang hàn một luồng sáng lấp lóe trong tay nàng bảo kiếm hiện ra đây thật sự là bảo kiếm ký hiệu đại đạo dày đặc trên thân kiếm như kiếm của đế hoàng tỏa khí uy nghiêm vô cùng lang hàn cũng bị rung động đây tuyệt đối không phải bảo khí thánh vương bình thường uy năng vượt rất xa nhưng kém hơn chảm trần một mảng lớn giống như là được lão tổ chảm trần rèn luyện nhưng chưa thật sự lên đến đẳng cấp chảm trần chắc là chuẩn tiên kim nửa tinh chế tạo ra nên dù lão tổ trảm trần rèn vẫn không thể lên đến đẳng cấp nhất trảm liễu mộ vũ vung kiếm chém vào lăng hàn nạp mạng đi kiếm khí sắc bén như đại đạo đang tức giận các luồng kiếm khí do ký hiệu đại đạo tổ hợp sức phá hoại tuyệt đối đáng sợ lăng hàn không dám khinh thường hắn chưa từng đối kháng bảo khí như vậy hai tay co thành nắm đấm đánh vào kiếm khí khí lực của lăng hàn giờ đã đến chuẩn tiên kim nửa tinh nên không sợ đánh bừa ầm âm, ầm âm, ầm âm, ầm quyền lực cùng kiếm khí va chạm sau mỗi lần sẽ bừng lên ánh sáng chói lòa như giang khai thiên phách địa. Nhưng mấy chiêu qua đi Lăng Hàn đánh càng thoải mái, nếu uy năng của thần kiếm phát huy đến mức tận cùng thì đối kháng lại hắn được. Tiếc rằng vũ khí chỉ là vũ khí, sao bằng con người được. Lăng Hàn mạnh mẽ xông lên, dễ dàng giật thanh kiếm từ tay đối phương, thu về rồi phong lại tu vi của liếu mộ vũ, sách nàng lên. Thanh niên muốn chạy trốn nhưng Lăng Hàn một bước đuổi theo, cũng sách trong tay. Sau khi liếu mộ vũ bị bắt thì hung dữ điêu ngoa, dương nanh múa vuốt nhưng thấy thanh niên bị bắt thì nàng sợ hãi mặt trắng bệch Liếu mộ vũ hét to thả đệ đệ của ta ra ngươi dám đụng vào một sợi lông của đệ đệ là ta giết ngươi ta thề ta sẽ giết ngươi lăng hàn vung tay một chuỗi tiếng kêu răng rắc xương toàn thân liếu bảo bị chấn gãy một phần ba lăng hàn nhìn thanh niên gã sợ đến mặt không chút máu run cầm cập đúng quần ướt nước thanh niên hét lên đừng giết ta đừng giết ta lăng hàn mỉm cười nói yên tâm ta không phải đồ tể, không giết heo. Nhưng nếu ngươi thích khi nhục nữ nhân thì ta cho ngươi nếm thử mùi vị này. Mới rồi đi dạo lăng hàn thấy một thanh lâu chuyên mở cho nam nhân có sở thích lạ, bên trong toàn là nam nhân, hoa nhường nguyệt thẹn. Liếu mộ vũ thì như lăng hàn đã nói, tặng cho nam nhân độc thân. chương 1821, tỷ lệ đền tiền. Giải quyết tỷ đệ liễu ra tỷ đệ xong tâm tình lăng hàn tốt đẹp cùng nữ hoàng trở lại khách điếm chưa chờ xin vào thành được phê duyệt nữ hoàng đã cảm ứng có cơ hội đột phá nàng không đi ra ngoài thành phó thành không nhỏ hơn thương nguyệt thành tìm đại một núi rừng không có người là được không sợ hãi lây ai hơn nữa trong tiên vực sáng thế cảnh độ thiên kiếp thanh thế không lớn vì kết cấu nơi này rất ổn định sức phá hoại không quá lớn rất nhanh nữ hoàng độ kiếp trở về nàng vào thánh vương cảnh trước trong hắc tháp một đám người sắp đột phá xin đi ra trong cổ giới đều là thiên tài chịu khổ đi tới vào thánh địa tu luyện tiên vực đương nhiên tiến bộ như bay. Ít nhất đám người này trước khi đến chảm trần sẽ không có cửa ải tu luyện khó khăn nào, tất nhiên muốn ở hàng hà cảnh tu ra cực hạn ngàn vạn ngôi sao thì vô cùng khó khăn, hiện chỉ có lang hàn, nữ hoàng, vũ hoàng làm được. Tin tốt là mọi người nắm giữ quy tắc hai giới có bước tiến dài, vì tiên vực không có quy tắc hai giới, trời sinh một thể, không cần lĩnh ngộ hai đầu. Như ở cổ giới chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc trong thần giới hoặc minh giới, rất đơn giản nhưng cũng vì đơn giản mà người khác dù dung hợp quy tắc hai giới thì sức chiến đấu không thể sánh bằng lăng hàn nữ hoàng vũ hoàng cùng đẳng cấp dường như trời cũng biết ba người lăng hàn khó khăn khi dung hợp quy tắc hai giới trong cổ giới nên cho bọn họ sức chiến đấu càng mạnh người đã dung hợp quy tắc hai giới đều rời khỏi hắc tháp nơi này có mảng lớn núi hoang rừng vắng không người đủ cho bọn họ ẩn cư không thể cứ ở mãi trong hắc tháp được bọn họ sẽ dựng tạm chỗ ở tại đây làm căn cứ phát triển ra một đại lăng triều mới a à, tiên vực không thịnh hành lập quốc vậy gọi là đại lăng giáo đi. Lăng Hàn không hứng thú thành lập thế lực, tùy ý mấy người thích làm gì thì làm. Bây giờ đa số người đều rời khỏi hắc tháp, chỉ còn nữ hoàng, thiên phượng thần nữ ở bên hắn. Vũ hoàng cô đơn rời đi, gã muốn đi du lịch tiên vực, đạo của gã không thích hợp tính tu mà phải một đường chiến đấu. Lăng Hàn nói cho Vũ Hoàng biết hai cách chảm trần, gã gật đầu. Vũ Hoàng là kẻ cuồng võ đạo, hoàn toàn không ngại cắt đứt xuyên trần, nhưng người cuồng võ đạo thì kiếm chỉ mạnh nhất nếu có cách chạm trần mạnh hơn thì gã sẽ không dùng kiểu bình thường một đao kia không phải mỗi người đều có thể chém vào thiên địa vì vĩnh sinh nhiều người nơi này phải vứt bỏ duyên trần mình để ý nhất trong lòng lăng hàn buông tiếng thở dài trở về khách điếm mọi người đang chờ lăng hàn và nữ hoàng thì ra đã được duyệt đơn xin vào thành đi thôi bọn họ đến khu vực trung tâm phó thành nơi này có một truyền tống trận có thể đưa người dưới đất lên hắc nguyệt thành trên trời Long Cao Phi đưa tín vật vào thành ra, nộp 120 khối tinh thạch đắt đỏ, tức là mỗi người 10 khối tinh thạch phí vào thành. Người canh giữ truyền tống trận mới thả cho bọn họ đi vào, nhưng không khởi động trận pháp ngay. 12 người lăng hàn chờ một lúc lâu, nơi này góp đủ trăm người truyền tống trận mới khởi động. Thì ra vì tiết kiệm năng lượng truyền tống trận, phải chờ đủ người mới khởi động. Trước quy định như vậy lão tổ trảm trần như Long Cao Phi cũng đành ngậm bồ hòn. Long Cao Phi chỉ là nhất trảm, Thành nhị tinh không nói lão tổ chảm trần nhiều như cá tôm nhưng chắc chắn có mấy ngàn người, một đống người mạnh hơn gã. Long cao phi dám hoanh hoang thì sẽ bị trấn áp ngay, huống chi hắc nguyệt thành có cường giả tiên nhân cảnh. Ông 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 ong ông, trận pháp dâng lên ánh sáng trắng, mọi người chỉ cảm thấy thân thể có cảm giác bị lôi kéo đã đến nơi khác, cũng là một truyền tống trận nhưng khác với cái trước. Bọn họ đã đi tới hắc nguyệt thành thật sự, đám người mạo thư ngọc kinh kêu, linh khí đậm quá, lúc trước bọn họ chưa đi thành nhị tinh, Lần đầu tiên cảm ứng linh khí đậm đặc như vậy nên rất kích động. Long Cao Phi cũng thầm kích động, mặt ngoài thì không lộ vẻ, trầm giọng nói: "Đi trạm dịch thôi, trạm dịch là hắc nguyệt giáo chuyên xây cho thành thị dưới quyền, để tiện quản lý, truyền tấn dễ tìm được người." Trạm dịch ở vị trí rất hẻo lánh, cách truyền tống trận 7 ngày đi đường. Lúc này đã có người nhiều tòa thành đến trước, thấy Long Cao Phi mang người tới, một số chào hỏi, một số thì chừng mắt nhìn nhau. Hơn 200 thế lực dưới quyền Hắc Nguyệt giáo có quan hệ cực kỳ phức tạp, có là kẻ thù truyền kiếp, có là chi nhánh gia tộc nào đó khai chi tán diệp ra, có là liên nhân, có là kẻ thù không đội trời chung. Tiên vực cũng có cổ tích, bí cảnh nên không tránh khỏi cướp báu vật, kết thù rất dễ. Hắc Nguyệt giáo không can thiệp nội đấu, ví dụ ba gia tộc lớn trong Thương Nguyệt Thành nếu có năng lực chiếm Thương Nguyệt Thành thì có thể chiếm làm của riêng, chỉ cần nộp cống lễ nên giao là được. Cái này tương đương với dung túng thế lực bên dưới, không thì Thương Nguyệt Thành đã chẳng dùng nhiều tài nguyên vào thành phòng, nó chiếm phần lớn nhất thu nhập mỗi năm. Đám người giàn xếp xong Long Cao Phi kêu bọn họ hãy nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng ra ngoài gây sự. Nơi này là chủ thành của Hắc Nguyệt Thành, trên đường đi người nào đều có thể là bối cảnh tam trảm, tứ trảm, thậm chí phân hồn cảnh. Đừng nói đám sáng thế cảnh bọn họ, chính Long Cao Phi cũng sẽ bị chém không nể mặt ai. Hai ngày sau, đội dự thi hơn 200 thành thị đến đông đủ. Long Cao Phi đi ra ngoài, trở về mang theo một phần tư liệu. Tư liệu ghi tỷ giá đền tiền mỗi đội đại biểu thành thị giành giải quán quân. Đúng vậy, mỗi lần bắt đầu so tài thế này sẽ là thịnh hội trong Hắc Nguyệt Thành, thế lực các nơi có thể đặt cuộc mỗi trận tỷ thí, cược đội quán quân. Cực càng sớm tỷ giá đền tiền càng cao, đạo lý rất đơn giản, so tài càng vào sâu thì đội dự thi càng ít dần nên tỷ lệ đền phải được điều chỉnh. Với đội dự thi thì tỷ lệ đền tiền từ ý nghĩa nào đó là xếp hạng thực lực mỗi đội. Mạo Thư Ngọc xem lướt qua, nhảy cẫng lên chúng ta xếp ở vị trí 224, quá coi thường bọn họ, đặt tỷ giá đền tiền cược bọn họ là 22. Hắc Nguyệt giáo quản lý 237 thành nhất tinh, đội thương Nguyệt thành xếp vị trí thứ 14 đếm ngược. Lăng Hàn thầm lắc đầu, tại sao bọn họ không xếp chót? Vậy thì tỷ giá đền càng cao, hắn sẽ lời nhiều hơn. Chương 1822, yêu cầu leo lên đảo Tiên Vân. Đội dự thi không thể cược đội mình thắng thua, nhưng có thể cược cho đội khác đương nhiên có thể mua mình quán quân, cái này không thể gian lận được. Trong trạm dịch có cho đặt cược, Lăng Hàn và Nữ Hoàng đặt hết tài sản vào Thương Nguyệt Thành, một đền 22. Hiện là tỷ lệ đền tiền như vậy, nhưng bọn họ đánh thắng một trận thì tỷ lệ sẽ rất xuống một đền năm Nên phải đặt cược nhân lúc còn sớm. Đám người Mạo Thư Ngọc tràn đầy niềm tin vào Lăng Hàn, đều lấy hết tài sản ra cược cho Thương Nguyệt Thành. Nhân viên nhà cái cảm thấy chuyện này bình thường, đội nào dự thị toàn cược mình đoạt giải quán quân, cái này là tự tin tiếc rằng đã định trước chỉ có một đội là đạt được quán quân. Chốc lát sau Long Cao Phi cũng chạy tới cược, gã là lão tổ trảm trần nên bỏ vốn lớn, một hơi cược 10 vạn. Chắc chắn đây không phải tài phú cá nhân Long Cao Phi mà đại biểu ba gia tộc lớn đặt cược, khi trở về sẽ chia trung bình. Lần này phần thắng của các người rất lớn nhưng không thể coi thường. Long Cao Phi nghiêm túc nói, bổn tọa mới lấy được tư liệu tỉ mỉ của một số đội, có vài đội cực kỳ lợi hại. Theo quy định trước giờ 8 cái tên hàng đầu trong đợt so đấu trước tự động vào vòng chung kết, đội còn lại tranh nhau danh ngạch 24 hạng chung kết. Có thể nổi bật trong hơn 200 đội thì đội bát cường toàn là cực mạnh. Lần trước hạng nhất là song cực thành, trước kia của họ chỉ có thể đi vào vòng chung kết là hết chuyện. Lần trước họ ra một thiên tài tuyệt đỉnh tên là Nguyên Hưng Bình, một mình gã dẫn dắt song cực thành vào chung kết, một hơi giành quán quân. Nguyên Hưng Bình còn chưa vào chảm trần, nhưng không lâu sau chảm trần Nguyên sắp mở ra, gã có 99% trở lên chắc chắn thành tựu lão tổ trảm trần Nên bây giờ là lần cuối Nguyên Hưng Bình lộ mặt khi ở sáng thế cảnh. Nguyên Hưng Bình quyết tâm lấy quán quân, nghe nói có đại nhân vật Hắc Nguyệt Giáo đưa ra cảnh ô lưu, hứa gã mà bước vào trảm trần sẽ thu làm đồ đệ nên gã phải biểu hiện thật hoàn mỹ. Trừ song cực thành ra có Bạch Dương thành đội mạnh lâu năm, họ luôn là khách quen của Tứ Cường. Mấy giới gần đây họ vào chung kết, giành quán quân hai giới trước. Trong đội Bạch Dương thành không có siêu thiên tài như Nguyên Hưng Bình, nhưng thực lực mỗi người bình quân, phối hợp vô cùng ăn ý, không chừng có thể lôi xong cực thành xuống ngựa. Bát cường đều không thể khinh thường, nhưng lần này trừ bát cường ra còn có một đội phải rè chừng, đó là Thương Diễm Thành, vì Hắc Nguyệt Thành cũng ra một vô thượng thiên kiêu tên là Đan Ngọc Tính. Nàng được tiếng là Nguyên Hưng Bình thứ hai, đánh giá rất cao. Giống như Nguyên Hưng Bình, thực lực cá nhân của Đan Ngọc Tính rất mạnh, nghe nói dũng mãnh một địch trăm. Nhưng tỉ thí là 10 người chiến đấu, nếu đội hữu quá kém thì vẫn có thể nuốt hận. Còn 10 ngày mới bắt đầu so tài chính thức, các đội trước tiên rút thăm chia tổ, sẽ có nhiều đội không phải đấu, để xem 37 đội nào xui. Lăng Hàn khá may mắn, được miễn đấu, vì bảo đảm so tài công bằng nên mỗi đợt chiến đấu sẽ rút thăm lại, nên bọn họ không biết đối thủ của mình là ai. Lăng Hàn, đám người mạo thư ngọc, vệ ba chạy lại, vì vụ đinh khiếu trần nên đội 10 người có trai rẻ. Lăng Hàn, mạo thư ngọc, vệ ba, tần hận ngọc, la hân, dương minh thành một tiểu đội đinh khiếu trần và bốn người khác chơi thân sao vậy lăng hàn nữ hoàng đang ở trong sân nhâm nhi trà pha trà lá cây luân hồi mùi trà bốc lên thành các ký hiệu đại đạo với trạng thái hiện tại của luân hồi thụ thì lá trà như thế làm lão tổ trảm trần cũng phải tim đập nhanh lăng hàn vươn tay quy tắc tán ra chặn lại ký hiệu đại đạo phát ra từ trà luân hồi không lộ ra ngoài lăng hàn không muốn bị nhiều lão tổ trảm trần theo dõi bốn người mạo thư ngọc không nghi ngờ gì nàng nói mau đi đi bên ngoài có trách nghiệp, miễn đạt tiêu chuẩn là đêm mai sẽ đi đảo Tiên Vân. Đảo Tiên Vân, đảo Tiên Vân là một thiên thạch lớn vòng quanh Hắc Nguyệt Thành, chỗ ở của thánh tử đương thời của Hắc Nguyệt Giáo. Mắt mạo thư ngọc sáng lấp lánh nói, thánh tử này là thiên tài vô số nguyên năm khó ra, nghe nói khi là hằng hà cảnh tu ra một ngàn vạn ngôi sao, là một truyền thuyết. Một ngàn vạn ngôi sao, lang hàn động ý niệm, đây đúng là chiến tích đáng để kiêu ngạo, ngang ngửa với hắn, nữ hoàng, vũ hoàng hay nói thiên tài như vậy chỉ có thánh tử, thánh nữ của đại giáo mới cho ra được. Lý ra hắc nguyệt giáo chưa đủ tư cách xưng là đại giáo, phải là thế lực tiên phủ cảnh mới miễn cưỡng xứng đôi. Thế lực nhị tinh mà ra thiên tài như vậy đúng là phi phàm. Mạo Thư Ngọc tiếp tục bảo, vị thánh tử này tên là Trường Tôn Lương, nghe nói hiệu niên chỉ mới hơn 10 vạn tuổi nhưng đã có đủ lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ chờ chảm trần uyên mở ra là sẽ thành tựu chảm trần vị. Mạo Thư Ngọc đã điều tra rất nhiều, có vẻ là người hâm mộ cuồng của thánh tử. Không biết Trương Sung thấy cảnh này có ghen đến xanh mặt không." La Thiết Dương gật đầu nói, "Trảm Trần Uyên là đất trảm Trần tốt nhất trong khu vực Hắc Nguyệt giáo thống trị, ở đó thành công trảm Trần sau này vào trảm Trần sẽ mạnh hơn cùng giai một mảng lớn." Tần Hận Ngọc lắc đầu nói, "Tiếc rằng chúng ta cách đột phá trảm Trần còn rất lâu, bỏ qua trảm Trần Uyên mở ra lần này, phải chờ một ngàn vạn năm nữa." "Đừng thấy bọn họ đều đã là đỉnh trảm Trần nhưng từ Thánh Vương tới trảm Trần bị kẹt mấy ức năm, mấy chục ức năm là chuyện nhỏ." Lăng Hàn nổi hứng thú với thánh tử, hỏi, cần trách nhiệm cái gì? Đi đi, rất đơn giản. Đám người kéo Lăng Hàn dậy, nhưng không dám đụng chạm nữ hoàng, vì nàng rất uy nghi khiến bọn họ không dám gần gũi. Nữ hoàng cùng sáu người đi ra ngoài, cửa chạm dịch khi nào có một cây cột, trên cột có các lỗ thùng. Khi bọn họ đến gần vừa lúc có người đấm vào cột đồng. Ông ong 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 ong, từng hàng lỗ hồng phát sáng, bốn hàng, mỗi hàng mười lỗ. Hàng thứ năm chỉ có ba lỗ phát sáng. Cạnh cột đồng có một người trẻ tuổi khoanh chân ngồi, đánh giá. Bốn mươi ba mắt, miễn cưỡng gọi là cao thủ nhưng chưa có tư cách lên Đảo Tiên Vân. Thanh niên có mái tóc đỏ rất chói mắt, người mới ra tay không phục nói: "Ta ở đây nhìn lâu rồi, người thử trước mới đánh ra hơn 30 mắt, ta trên 40 mắt vẫn không đủ." "Không đủ, chương 1823, kỷ lục khiến người tuyệt vọng." Người trẻ tuổi tóc đỏ lắc đầu nói: "Không bằng cả ta mà mơ được Thánh tử đại nhân yêu ái." Thanh niên tóc đỏ không đứng dậy, tùy tay đấm vào cột đồng. Ong 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 ong, các hàng lỗ thùng tỏa sáng, hơn 50 lỗ, cách biệt rõ ràng, một là thanh niên tóc đỏ đánh cách không khí, hai là đang ngồi chỉ tùy tay một kích, nếu dốc hết sức chắc được 60 mắt hay 70 mắt. Mọi người hút ngụm khí lạnh, tùy tùng của trưởng Tôn Lương cũng ghê gớm như vậy thì vị thánh tử kia mạnh đến trình độ nào đây. Thanh niên tóc đỏ liếc qua mọi người, khóe môi cong lên một kích của thánh tử đại nhân có thể khiến 99 trong trăm cái lỗ cùng phát sáng. Ui, 99 cái, mọi người há hốc mồm, cực kỳ giật mình, bọn họ đã thử rồi, dù thực lực cách biệt rất lớn nhưng số lượng lỗ hổng phát sáng chỉ cách một, hai cái, tổng số là hơn 30 cái, kèm 60 mắt thì sức chiến đấu lệch bao xa. Không thể tưởng tượng, đây là sức mạnh của thánh tử Hắc Nguyệt Giáo, khiến người không có cả tư cách ngước nhìn. Trong đám đông có người hỏi vậy cần đánh sáng bao nhiêu mắt mới lên đảo tiên vân được đó là một người trẻ tuổi thoạt trông rất bình thường lùn hơn người bình thường nửa cái đầu nên chỉ nghe giọng nói thanh niên hỏi xong những người đứng đằng trước đều tránh ra chừa chỗ cho thanh niên thanh niên tóc đỏ liếc qua con người có rút lòng sinh ra lạnh lẽo gã đứng bật dậy cảnh giác thanh niên tóc đỏ như không phải thấy con người mà là mãnh thú hồng hoang người có thể xuất hiện tại đây ai chẳng phải là thiên tài đỉnh cấp bọn họ thấy thế giật mình Thanh niên tóc đỏ hoàng hồn như thế, không lẽ người trẻ tuổi lùn này rất mạnh sao? Bọn họ không nhìn ra vì còn chưa đủ mạnh, chỉ có lăng hàn thầm gật đầu. Người trẻ tuổi lùn mạnh hơn thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ lau mồ hôi lạnh trên trán, trả lời: Bảy mươi mắt mới có tư cách leo lên đảo Tiên Vân. Thanh niên tóc đỏ liếc người trẻ tuổi lùn một cái, mắt tràn đầy kiêng rè. Người trẻ tuổi lùn gật gù cười nói: Để ta thử xem. Người trẻ tuổi lùn bước tới trước cột đồng, tạm dừng rồi quay đầu hỏi có thể thử mấy lần thanh niên tóc đỏ toát mồ hôi lạnh ba lần thanh niên tóc đỏ cảm thấy bị đối phương nhìn như bị đại thú khủng bố theo dõi quá đáng sợ người trẻ tuổi lùn cười tay phải co lại tùy ý đấm vào cột đồng ong 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 hàng lỗ thủng sáng rực bảy hàng sáng rực một lỗ trong hàng thứ tám sáng lên bảy mươi mắt mọi người giật nảy mình thì ra thật sự có người có sức chiến đấu trên bảy mươi mắt bọn họ không làm được vì còn rất yếu Trước thực lực cường đại thanh niên tóc đỏ trở nên cung kính, không có vẻ kiêu ngạo như trước. xưng hô các hạ như thế nào? Người trẻ tuổi lùn mở miệng nói. Tật lôi thành, biên chiết. Biên chiết nhìn chằm chằm cột đồng, biểu tình nghiêm túc. Tuy biên chiết đã có tư cách lên đảo nhưng không vui gì, ngược lại cực kỳ thận trọng. Biên chiết chỉ đánh sáng 71 mắt nhưng trưởng tôn lương có thể làm sáng 90 si in mắt, cách biệt quá lớn. Biên chiết nói, bắt đầu gồng sức, ta thử lần nữa, rào trong cơ thể biên chiết phát ra tiếng thú gầm hơi giống rồng ngâm có chút giống cọp gầm giống một tiếng làm người xung quanh sợ ngã bệch xuống đất thực lực rất kinh người biên chiết chưa ra tay chỉ giống một tiếng đã làm người ngã khí thế cường đại tuôn ra từ cơ thể biên chiết như sóng thần đẩy người xung quanh liên tục thụt lùi đỉnh thánh vương không đủ sức chống lại vậy là cao thủ thật sự bộc lộ ra như lăng hàn nữ hoàng mười mấy người khác đứng yên tại chỗ không lùi một bước nhưng cao thủ cũng trai đẳng cấp một số người chỉ miễn cưỡng chống đỡ, Lăng Hàn và Nữ Hoàng thì không quan tâm, lúc bọn họ phát ra khí thế mới đáng sợ. Khí thế của biên chiết toát ra ngoài không phải vì khoe khoang, không phải muốn đánh bị thương địch thủ mà đang tích xúc đại chiêu nên mới làm khí thế trong thân thể mất khống chế. Thiên tài đều là không chịu thua, cây cột đồng này là môi giới biên chiết và trưởng tôn lương so chiêu. Người ta có thể đánh sáng 99 mắt, nếu biên chiết không đánh sáng 90 mắt, mặc cho gã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mấy cũng chỉ có thể nuốt hận trước lực lượng tuyệt đối nghiền áp. Biên chiết hành động, vẫn là một đấm nhưng nắm tay bao bọc một đoàn lôi quang, có thể thấy rõ các ký hiệu đại đạo nhảy nhót hóa thành các con lôi dao. Bùm, một đấm oanh lạc, lôi quang bổ răng, kinh thiên động địa. Khi lôi quang biến mất, cột đồng lóe sáng các hàng lỗ hồng. Vẫn là 8 hàng, 7 hàng đầu sáng rực, hàng thứ 8 chỉ sáng 9 lỗ. Cái gì, oanh kích khủng bố vậy mà chỉ từ 71 nhãn tăng lên tới 79 mắt, không thể đột phá 80 mắt. 99 mắt thật là kỷ lục làm người tuyệt vọng. Ui, thánh tử trưởng tôn lương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Biên chiết không thể không phục, sững sờ nhìn cột đồng, trên mặt tràn đầy lạc lõng. Biên chiết vốn tưởng mình đứng ở đỉnh cao nhất đẳng cấp thánh vương, gã nhìn xuống người khác, nhưng giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Cách biệt quá lớn, lớn đến nỗi biên chiết không có tự tin sẽ vượt qua được. Dù cảnh giới giống nhau thì cách giới cách biệt thật lớn. Bản thân Biên Chiết cũng là đối tượng khiến người ngước nhìn, 79 mắt là thành tích tốt nhất, người duy nhất có tư cách vào Đảo Tiên Vân. Nếu chó mèo gì cũng có thể trở thành khách Đảo Tiên Vân thì thiên tài thật sự sẽ rất khinh thường, cảm thấy xấu hổ. Nhưng cường giả như Biên Chiết chỉ đánh ra 79 mắt, khiến những thiên tài đỉnh cấp dâng lên hùng tâm. Ta có thể đánh ra bao nhiêu mắt? Một thanh niên áo trắng bước ra, phong độ phiên phiên. Ha ha, ta cũng thử xem. Bề ngoài dễ nhìn hơn biên chiết nhưng thực lực không bằng, thanh niên áo trắng sử dụng đại chiêu chỉ đánh ra 74 mắt. Đừng thấy chỉ kém 5 mắt nhưng tranh lệch to đùng, thanh niên áo trắng vẫn được người xem trọng, phỏng trừng trận so tài 10 ngày sau thanh niên sẽ tỏa sáng. Mỗi lần tổ chức so tài là khoảnh khắc thiên kiêu như pháo hoa rực rỡ nhất. Không ngừng có thiên kiêu ùa ra, tuy có mấy người đánh ra thành tích trên 70 mắt nhưng không ai đột phá ải lớn 80 mắt. Bốn người mạo thư ngọc, vệ ba cũng đi lên thử một lần, nhưng mặc cho bọn họ lấy ra bảo khí dốc hết sức, Mạo Thư Ngọc mạnh nhất chỉ đánh ra 62 mắt. Thoạt trông chỉ kém 8 mắt nhưng không biết cần tăng cao thực lực bao nhiêu mới đuổi kịp, có lẽ phải tích lũy mấy trăm, mấy ngàn vạn năm, tăng số lượng ngôi sao lên 200 ức, 300 ức mới có thể đánh ra thành tích 70 mắt trở lên. Trường 1824, Nữ Hoàng ra tay, 92 mắt. Bọn họ suối lăng hàn lên thử, bỗng đám người ồn ào. Mau nhìn kìa, Nguyên Hưng bình đến, trong tiếng kinh kêu đám đông như thủy chiếu tách ra để một người đi tới nguyên hưng bình được công nhận là đệ nhất cao thủ so tài lần này nguyên hưng bình mặc áo đen trên áo có các sợi tơ vàng nhìn kỹ sẽ thấy các phủ văn lấp lánh đây là một bộ bảo giáp cụ thể tăng công kích hay phòng ngự thì không biết nguyên hưng bình cực kỳ điển trai sợi tóc đen nhánh tỏa sáng mặt như bạch ngọc tỏa sáng một mỹ nam làm nam giới nhìn cũng tim đập nhanh tự bẻ cong nhưng đây chính là nguyên hưng bình người có sở thích Long Dương cũng không dám dục dịch. Nguyên Hưng Bình như đi bộ từ từ bước tới, dù có hàng ngàn ánh mắt nhìn mình vẫn thong dong bình tĩnh, công phu dưỡng tâm rất tốt. Mọi người không sốt ruột, thanh niên này khí thế quá kinh người, tựa như hoàng dế đi tuần, ai dám thúc dục. Nguyên Hưng Bình đi tới trước cột đồng thì dừng bước, đối diện vương giả trẻ mạnh mẽ nổi bật, thanh niên tóc đỏ tỏ ra rất kính sợ, chủ động chào. Xin chào Nguyên Huynh, Nguyên Hưng Bình nhẹ gật đầu, gã không cần để mắt tới đối phương, nhưng vì thanh niên tóc đỏ đại biểu cho trưởng tôn lương nên gã chừa chút mặt mũi. Nguyên Hưng Bình nhìn cột đồng rồi tùy tay đánh một đấm. Ong 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 ong, cột đồng rung mạnh, chín hàng lỗ thủng phát sáng, 82 cái, không hổ là Nguyên Hưng Bình, quá mạnh, cuối cùng có người lên 80 mắt rồi. Hèn gì một mình Nguyên Hưng Bình mang theo song cực thành đạt được quán quân, mạnh khủng khiếp. Mọi người tán thán, tuy cùng là cạnh tranh nhưng võ giả luôn tôn trọng cường giả, Nguyên Hưng Bình đáng để bọn họ kính nể. Nguyên Hưng Bình cau mày, gã do dự một chút nhưng không thử nữa. Mọi người lấy làm lạ, có người đoán Nguyên Hưng Bình cố giấu nghề, có người nói gã dốc hết sức chưa chắc đánh lên 90 mắt, không bằng rút tay về còn kịp, chừa chút bí ẩn. Sau Nguyên Hưng Bình có mấy thiên tài khác thử, thành tích 70 mấy mắt, chỉ có một người là được 80 mắt. Nhóm Mạo Thư Ngọc lại suối Lăng Hàn, Lăng Hàn, lên đi, luôn có việc trùng hợp, đám đông lại ồn ào. Đan Ngọc Tĩnh tới, gần trăm năm nay Đan Ngọc Tĩnh là ngựa ô nổi lên, như sao băng vụt qua bầu trời để lại chiến tích trói sáng, đánh bại biết bao người nổi bật trong Thánh Vương. Đan Ngọc Tĩnh là người duy nhất trong so tài lần này được phán là có thể đấu hết sức với Nguyên Hưng Bình. Đan Ngọc Tĩnh váy trắng bay bay, tóc đen như thác, đẹp phiêu giật thoát tục. Nhiều người chưa từng gặp Đan Ngọc Tĩnh bỗng chốc đã yêu. Thanh niên tóc đỏ chủ động chào. Đan Tiên Tử, trong cường giả lần này chỉ có hai người đáng để thanh niên tóc đỏ xem trọng, vì trưởng Tôn Lương nói hai người này hơi thú vị thánh tử đại nhân cũng nói vậy thì thanh niên tóc đỏ không dám lơ là. Đan Ngọc Tính rất nể mặt nhẹ gật đầu, nàng dương mắt nhìn cột đồng rồi vỗ trường. Ông ong 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 ông, tay thon trắng như ngọc trông mắt cả mắt, nhưng nhìn kỳ hiệu đại đạo ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng thì không ai dám có ý tưởng xấu xa. Bùm, trưởng vỗ, cột đồng phát sáng trói mù mắt, từng hàng lỗ thủng tỏa sáng. 84 cái, thành tích tốt hơn Nguyên Hưng Bình, nhưng Đan Ngọc Tính là xúc lực, Tuy đây chưa phải biểu hiện mạnh nhất của nàng nhưng qua việc này kết luận nàng mạnh hơn Nguyên Hưng Bình thì hơi bất công. Nhóm Mạo Thư Ngọc lần thứ ba xúi dục Lăng Hàn, hy vọng lần này không ai tới chen hàng nữa. Lăng Hàn, người mau lên đi, đúng là không ai tới chen nữa, nhưng nữ hoàng bước ra trước. Hôm nay nữ hoàng mặc là quần màu đỏ, trước đó luôn được Lăng Hàn ôm vào ngực, nàng đi ra bộc lộ dáng người cao kiều thon dại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ hoàng bước nhanh tới trước, toát ra khí thế uy nghiêm của vương giả, khiến người chỉ muốn quỳ dưới chân nàng hiến dâng linh hồn hèn mọn của mình thanh niên tóc đỏ không kiềm được đứng dậy gã không biết tại sao mình làm vậy khi thanh niên tóc đỏ lấy lại tinh thần thì đã xuôi tay đứng thẳng giống như đối diện thánh tử trưởng tôn lương nữ hoàng không để ý tới người khác có kính sợ nàng hay không chẳng ý nghĩa gì nữ hoàng vươn tay ra ấn nhẹ vào cột đồng tay trắng ngần đẹp làm người ta thèm nhỏ rãi nữ hoàng vỗ một kích rất nhẹ nhàng không có hơi thở khủng bố chuyển động không có ký hiệu đại đạo nhấp nháy, tựa như vẫy tay chào ai đó. Bốp, trường ấn trên cột đồng, nhẹ nhàng nhưng làm cây cột rung rung, các hàng lỗ thủng phát sáng. Mười hàng, chín hàng đầu sáng rực, hàng thứ mười chỉ sáng hai lỗ. Chín mươi hai mắt, giờ phút này mọi người hóa đá, xoay tròn mắt, ra đầu kê dại, hít thở khó khăn. Một kích nhẹ nhàng mà đánh sáng chín mươi hai mắt, chắc chắn là một trường rất nhẹ, nếu đánh hết sức sẽ có quy tắc đại đạo hiện ra. Vậy mà được chín mươi hai mắt, nếu đánh hết sức thì mạnh cỡ nào nữa 99 mắt, 100 mắt Trời ạ, à, đây là một vương giả tuyệt đối Không thua gì trưởng tôn lương Nữ hoàng không ra tay nữa Nàng chỉ cần biết đẳng cấp thực lực đại khái của mình là được lang hàn mỉm cười Sau khi nữ hoàng đột phá thánh vương Quả nhiên sức chiến đấu lại tiến bộ một bước Nếu nàng dốc hết sức chắc chỉ đánh ra 90 mắt Bây giờ thì 99 mắt cũng không phải cực hạn của nàng Thanh niên tóc đỏ càng cung kính hơn Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên tử Nữ hoàng thản nhiên nói, loạn tinh, nữ hoàng đi hướng lăng hàn, thanh niên tóc đỏ muốn hiểu biết nhiều hơn nữa, tiến lên trước một bước, hé môi nhưng bị nữ hoàng lừa một cái liền rụt về. Lăng hàn cười hỏi, ta hỏi một chút, đi đảo tiên vân có thể mang người nhà không? Thanh niên tóc đỏ ngẩn người rồi gật đầu nói, có thể, nhưng tối đa chỉ có thể mang một bằng hữu Lăng hàn cười với nữ hoàng, nương tử, lần này nhờ nàng rồi, nữ hoàng cười, biết rằng không ai thấy khuôn mặt tuyệt thế vô song của nàng. Người xung quanh thấy cảnh đó chỉ muốn đánh chết Lăng Hàn. Cái đồ ăn cơm trắng, biết xấu hổ không vậy? Lăng Hàn ôm eo nhỏ nữ hoàng, trừng mắt thị uy mọi người. Trách ai, hắn đang khoe rồi sao? Các ngươi không phục làm gì được? Tiên tử xin dừng bước, Nguyên Hưng Bình đến gần nói, gần đây được một môn tiên thuật, nghe nói truyền từ một vị cường giả phân hồn cảnh. Tiên tử đám người hứng thú cùng ta nghiên cứu không? Ui Tiên thuật đẳng cấp phân hồn cảnh, mọi người vừa giật mình vừa cảm khái, Nguyên Hưng Bình quá là may mắn nghịch thiên, được đến tiên thuật đẳng cấp như thế. Nhưng bây giờ Nguyên Hưng Bình muốn lấy ra cùng người nghiên cứu, có thể thấy được gã vừa gặp đã yêu nữ hoàng. Chương 1825, lên đảo, không lộ mặt thật đã làm một thiên kiêu say đắm quên lối về. Những người khác không thấy lạ, nếu bọn họ có vô thượng tiên pháp thì cũng chịu lấy ra cùng chia sẻ với nữ hoàng có thể chạm vành tai tóc mai với nữ hoàng thì trả giá gì cũng đáng hết. Nữ hoàng lạnh lùng liếc Nguyên Hưng Bình một cái rồi phớt lờ, tiếp tục tiến lên. Nguyên Hưng Bình không chịu nổi mất mặt, vươn tay muốn ngăn cản. Tiên tử, bùm, nữ hoàng ra tay đánh bay Nguyên Hưng Bình, hộp búng máu. Mọi người hoảng sợ, Nguyên Hưng Bình là ai? Công thần lớn nhất trong cuộc thi lần trước giúp xong cực thành giành quán quân, có thể nói là sức một mình giật lấy quán quân. Nhưng không đỡ nổi một đòn của nữ hoàng. Trời à, loạn tinh, nàng thuộc thành nàng, thương Nguyệt Thành, ui, thương Nguyệt Thành lần này quán quân chắc rồi, mùa trước bằng vào sức cá nhân của Nguyên Hưng Bình xong cực thành mang quán quân về. Bây giờ nữ hoàng mạnh hơn nữa, còn gì bất ngờ đây? Người thông minh đã suy nghĩ thông, nhanh chóng chạy đi mua cực thương Nguyệt Thành vô địch. Đám người mạo thư ngọc trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chỉ biết nữ hoàng không tầm thường, tư chất nhị tinh dưới nhưng ai ngờ nàng lợi hại như vậy. Sánh ngang với thánh tử của Hắc Nguyệt Giáo, ui, Lăng Hàn cười phá lên, ôm eo nữ hoàng quay về. Nữ hoàng rất kiêu hãnh, nàng vì ở cùng Lăng Hàn từ bỏ giành vị trí đội trưởng nhưng không có nghĩa là bá khí đã mất, ngược lại nàng kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Nữ hoàng khoe ra phong thai càng kinh diễm hơn, tin tức truyền ra, lập tức có người giành nhau mua thương nguyệt thành thắng, nhưng đổ trang cũng nhận tin tức khá nhanh, lập tức điều chỉnh tỷ lệ đền tiền của thương nguyệt thành, giảm xuống còn 100 đền 101. Đây chẳng khác nào biến tướng nhận định thương nguyệt thành giành chức quán quân. Một canh giờ sau tỷ lệ đền tiền thương Nguyệt Thành nâng trở lại, không cao tới mức một đền 22, giá là một đền 4 cũng rất kinh người. Có ai ngu, mọi người lập tức hỏi thăm tình huống, thế mới biết không có trong đội 10 người dự thi. Đệt, gì lại nâng lên tỷ lệ đền tiền. Cũng đúng, thương Nguyệt Thành nho nhỏ sao có thể xuất hiện thiên kiêu ngang hàng trưởng tôn lương, chắc là thánh nữ của đại giáo nào ra ngoài rèn luyện gặp lăng hàn, bị tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì đó bắt mắt trái tim. Ôi trời trời, hâm mộ quá, ghen tị đúng là vận may phân chó mọi người cho rằng lăng hàn tuyệt đối không đến trình độ bằng nữ hoàng nên không phải đạp phân chó ăn may thì là gì không chưa biết chừng lăng hàn dùng thủ đoạn tồi tệ hơn nếu không dù thánh nữ đại giáo có mù cũng không nhìn chúng võ giả của tiểu thành cái tên tồi tệ vô xỉ nữ hoàng quá quyến rũ hấp dẫn nên lăng hàn nổi tiếng theo có điều danh tiếng trái ngược với lăng hàn tràn đầy tiếng xấu lăng hàn thành chuột chạy qua đường người người đòi đánh lăng hàn thấy mình rất oan hắn chỉ hưởng sái nữ hoàng thôi sao bỗng trở thành tội ác tài trời lang hàn cười cho qua thật là một đám nông cạn ta chỉ lười ra tay sợ hù chết các ngươi lúc trước lang hàn chỉ thấy thú vị không ngờ vời thù hận lớn vậy cho mình biết nữ hoàng mạnh như thế làm long cao phi bất ngờ nhưng danh sách dự thi đã báo lên trên giờ muốn sửa cũng không thể long cao phi thở dài thườn thượt tiên thuật rõ ràng lợi hại như vậy tại sao lúc trước không lộ ra lang hàn chỉ trả lời một chữ phiền Nữ hoàng ngạo kiều như thế cũng có hiệu quả với lão tổ chảm trần Long Cao Phi không giận, nhưng quyết tâm phải giành thiên tài như vậy về phe mình bằng được. Chờ trở về Thương Nguyệt Thành phải tìm cách xúi đám trai Long ra đào góc tường. Đua, sức chiến đấu của nàng gần bằng thiên tài mạnh nhất trong lịch sử Hắc Nguyệt Giáo, so với nữ hoàng thì lang Hàn là thứ gì? Dù đã gả đi cũng có thể chia rẻ, cái gọi là miễn đào quốc giỏi thì không có góc tường nào không đổ. Chẳng lẽ Long ra không có trai nào anh tư bừng bừng sao? rồi sẽ có hình mẫu hợp khẩu vị của nữ hoàng. Một ngày sau, một chiếc xe hào hoa chạy lại, là tọa giá trưởng tôn lương phái đến nghênh tiếp lăng hàn, nữ hoàng. Sa Phu là một lão nhân, trông rất gầy gò, đẳng cấp đỉnh thánh vương. Lão nhân cung kính mời lăng hàn và nữ hoàng lên xe, đương nhiên cung kính dành cho nữ hoàng, lăng hàn thì không lọt vào mắt lão. Chỉ là đại thánh bình thường, đám người mạo thương ngọc vô cùng hâm mộ nhưng chỉ có thể nhìn theo xe ngựa chạy ra. Long Cao Phi không đi ra nhưng thần thức quét qua, lòng hơi dao động. Nói thật, trên đảo nổi toàn là đại nhân vật hắc nguyệt giáo cư ngụ, lòng cao phi chưa từng có tư cách đặt chân vào, giờ bị hai tiểu bối cướp lên trước làm lòng gã chua sót. Xe ngựa đạp gió bay lên trời, chạy hướng đảo Tiên Vân. Những đảo nổi xoay tròn quanh hắc nguyệt thành, tốc độ siêu nhanh, nên muốn lên đảo từ phía sau không phải ý hay, phải từ hướng trái ngược đi lên. Sa phu tràn đầy kinh nghiệm, rất nhanh đánh xe lên phù đảo, mời hai người lang hàn xuống xe rồi lão lái xe đi lão còn nhiệm vụ đón người khác lăng hàn và nữ hoàng đưa mắt đánh giá hai người đang ở giữa đường cái phía trước không xa có một tòa thành bảo nguy nga đồ sộ bốn phía là vườn hoa xinh đẹp từng khóm hoa nở các nham thạch lớn nhỏ khác nhau rậm rạp như sao trên trời có một loại vạn luật khó tả lăng hàn nữ hoàng chưa nhấc chân đã thấy một chiếc xe từ hắc nguyệt thành chạy nhanh lại đáp xuống phủ đảo thật ra đây là một chiếc chiến xa thùng xe có dấu vết bị phá hoại trong chiến đấu toát ra hơi thở xa xưa ba con ngân giao chở xe, đẳng cấp đỉnh Thánh Vương. Đây là một loại yêu thú cường đại, nếu ra rẻ biến bạc thành vàng là sẽ đột phá chảm trần trở thành tiên thú. Trên chiến xa không có sa phu, ba con thần thú như ngân giao đã sớm khai hóa trí tuệ, nhưng chúng nó dã tính khó thuần. Khi thấy lăng hàn, nữ hoàng thì ba con thú phun ra khí lạnh, mắt đầy khinh thường, cố ý lao tới. Nữ hoàng tức giận chừng mắt phượng đế uy phát tán. Ba con ngân giao sợ teo tim, chạy lệch ra đường cái đụng vào một tảng đá to. Nham thạch nát vụn, ba con ngân dao choáng váng, chân lảo đảo như uống say. Cửa thùng xe mở ra, một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy tức giận đi ra. Có chuyện gì, đang yên lành sao chiến xa bỗng thắng gấp, thanh niên nhìn chiến xa đi lệch, tỏa kỹ mơ hồ thì nhìn sang lăng hàn, nữ hoàng, bình tĩnh nói. Thật to gan, dám làm tọa giá của bản thiếu ra sợ. Các ngươi chán sống rồi sao? mươi 1826, oan ra ngõ hẹp tỏa kỵ của ngươi định hành hung đụng vào chúng ta ngươi không hỏi đỏ xanh đen trắng gì đã chỉ trích quát hỏi bá đạo không nói lý vậy sao nữ hoàng sầm mặt xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đế uy tràn ngập trong khoảnh khắc này thiên địa sụp đổ nặng nề làm người nghẹt thở thanh niên bị khí thế hủ sợ nhưng gã quen thói kiêu căng lấy lại tinh thần thì càng tức giận hơn mái tóc đen bay bay như muốn ăn thịt người nực cười gã là hậu đại lão tổ đồng gia thương nhất chưa từng bị người khinh miệt như vậy Giọng một nữ nhân từ trong xe vọng ra, "Lâm ca, xảy ra chuyện gì?" Một nữ nhân vóc dáng yểu điệu đi ra, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ động lòng người. Lăng Hàn cảm giác thế giới thật là nhỏ, nữ nhân này là Liễu Mộ Vũ. Liễu Mộ Vũ vốn chỉ lo chú ý thanh niên Đồng Lâm, tình cờ liếc qua Lăng Hàn, nữ hoàng thì tức giận nhảy cẫng lên. "Là các ngươi, mấy ngày hôm trước đúng là ác mộng, nàng bị Phong Tu Vi ném cho một tên già độc thân, may mà Liễu Mộ Vũ không ngừng uy hiếp không cho đối phương hiếp." chờ lúc phá tan tu vi bị lăng hàn phong lại liếu mộ vũ liền chạy đi cứu đệ đệ. Nhưng đệ đệ của nàng là bao cỏ, khi vào chỗ đó thì sợ ngu người, chỉ biết la không, đừng thì có ích gì. Cúc hoa tàn, thấy đệ đệ bị ám ảnh tâm lý, nhìn thấy nam nhân liền hét chói tai, liếu mộ vũ hận lăng hàn đặc chưa từng có. Tại sao đệ đệ quan trọng với nàng như vậy? Vì đó không phải đệ đệ của liếu mộ vũ mà là nhi tử của nàng. Chẳng qua đó là con riêng, là tiếng xấu cho liếu ra, đặc biệt liễu mộ vũ là thiên tài võ đạo có thể giúp gia tộc liên nhân kiếm thế lực lớn hỗ trợ. Nếu tuôn ra tiếng xấu có con riêng thì gia tộc lớn nào thèm liễu mộ vũ. Vì vậy nhi tử thành đệ đệ, liễu mộ vũ rất giỏi, nàng đến từ bạch mang thành nhất tinh, nhưng khi vào hắc nguyệt thành chỉ vài ngày ngắn ngủi đã dụ được đồng gia. Đồng gia thuộc gia tộc trảm trần, thuộc về là tứ trảm. Tuy ở trong Hắc Nguyệt Thành không xem như thế lực đỉnh cao nhưng mục tiêu cuối cùng của Liễu Mộ Vũ không phải đồng gia mà là lợi dụng đồng lâm tiến vào vòng tròn cao tầng Hắc Nguyệt Thành giờ Liễu Mộ Vũ đã có danh ngạch vào đảo Tiên Vân. Đồng Lâm sầm mặt hỏi Liễu Mộ Vũ, nàng quen bọn họ, Liễu Mộ Vũ cũng xanh mặt, nàng ước gì ăn thịt, uống máu lăng hàn. Liễu Mộ Vũ oán hận nói, là bọn chúng tổn thương Bảo Nhi. Đồng Lâm hỏi, có lai lịch gì, Đồng Lâm là hoàn khố Hắc Nguyệt Thành, gã biết có một số người không trêu vào được. Liễu mộ vũ không hạ thấp thân phận của Lăng Hàn, nữ hoàng chỉ nói thật. Gặp bọn họ trong phó thành, liễu mộ vũ tin tưởng bấy nhiêu thông tin đã đủ, Quả nhiên vẻ mặt Đồng Lâm Kiêu Ngạo hẳn ra, cũng càng tức giận hơn. Ở trong phó thành tức là chờ xin vào chủ thành được phê duyệt, nếu có bối cảnh cứng rắn thì Hắc Nguyệt thành còn một con đường nhanh hơn chuyên cho đại nhân vật đi. Ví dụ người từ thành Nhị Tinh đến, ví dụ thành Tam Tinh phái sứ giả đến ra lệnh chẳng lẽ để người ta chờ hơn 10 ngày sao? Từ đó thấy được hai người này thân phận bình thường, chắc đến từ tiểu thành nhất tinh, gần đây tổ chức đại tái tỷ võ. Đoán đúng rồi, hai người là đại biểu của tiểu thành Tuy đồng gia chỉ là thế lực chảm trần nhưng dưới chân thiên tử cao hơn người một bậc. Đồng lâm không giận sao được, dân quê tiểu thành dám ngăn cản tọa giá của gã, nếu đồn ra ngoài còn mặt mũi nào. Quỳ xuống, đồng lâm lạnh lùng nói, tự tát tay mình, trước khi ta chưa bảo ngừng thì không cho ngừng. Lăng hàn ôm nữ hoàng, lười để ý kẻ không chút chỉ số thông minh. Đi thôi nương tử, tên này là đồ ngốc, đồng lâm lao lên ngăn đường đi của hai người lăng hàn, tức giận quát. Các người biết thân phận của bản thiếu gia không? biết, Lăng Hàn cười gật đầu nói, mới rồi đã nói ngươi là đồ ngốc, bà nội ngươi, Đồng Lâm kiềm chế lửa giận, nói, bản thiếu ra tên Đồng Lâm, lão tổ nhà ta là cường giả tứ trảm, trưởng lão tứ tinh của Hắc Nguyệt Giáo. Trưởng lão Hắc Nguyệt Giáo chia rất nhiều cấp bậc, chia theo tu vi. Ví dụ nhất trảm là nhất tinh, nhị trảm là nhị tinh. Vào phân hồn rồi dương hồn là trưởng lão ngô tinh, âm hồn là trưởng lão lục tinh, địa hồn là trưởng lão thất tinh, dương hồn là trưởng lão bát tinh. Trưởng lão bát tinh ngang hàng với giáo chủ, nhưng dù là hắc nguyệt giáo cũng chỉ có ba trưởng lão bát tinh. Có lẽ mấy lão bất tử ẩn cư vô số năm không đi ra gặp người nhưng số lượng không hơn một bàn tay. Vẻ mặt đồng lâm kiêu ngạo, tuy lão tổ đồng gia chỉ là tứ trảm, bằng may mắn mạnh nhất tiểu thành nhất tinh nhưng còn danh hiệu trưởng lão tứ tinh của hắc nguyệt giáo. Tức là lão tổ đồng gia gặp cường giả tứ trảm khác sẽ cao hơn một đầu. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, rồi sao, sao chăng gì, đồng lâm ngây người, đã báo ra bối cảnh khủng bố như vậy đối phương nên sợ ướt quần mặc cho gã xoa nắn gì cũng được tại sao kết quả khác hẳn với gã tưởng tượng ui các ngươi không làm theo lẽ thường liếu mộ vũ đến gần lâm ca mắt liếu mộ vũ đầy độc ác vẻ mặt thì quan tâm nói thôi đừng tranh với họ bọn họ rất mạch ta sợ sợ cái gì lời khuyên đó chẳng những không khiến đồng lâm nguôi giận càng làm gã tức thêm đồng lâm ta đây chẳng lẽ không xử được hai người muốn thái độ của ngươi như vậy đấy Liễu mộ vũ làm bộ uất ức cúi đầu, không châm lửa góp gió làm đồng lâm hăng lên thì sao mượn đao giết người. Liễu mộ vũ biết đồng lâm không đánh lại lăng hàn, nhưng không sao, đồng lâm là hậu nhân lão tổ đồng gia thích nhất, nếu gã bị người đánh thì sẽ nhịn nhục được sao. Lăng hàn liếc liễu mộ vũ, nữ nhân này lòng dạ rắn rết, lúc trước trừng phạt còn nhẹ, nàng ta không học được bài học. Lăng hàn mỉm cười hỏi, ga do, người muốn xử chúng ta thế nào? Ga do, đồng lâm suýt nhảy cẫng lên, từ mấy vạn năm trước gã hết là trai tơ rồi. Đừng vì ta họ đồng thì gọi ta là gà giò, với đồng lâm hai chữ gà giò là sỉ nhục lớn, mấy vạn năm không khai trai thì chắc chỗ ấy có vấn đề. Trước uy nghiêm của đồng gia ta ngươi sẽ nếm trái đắng. Đồng lâm lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức dập đầu xin lỗi ta, không thì. Hừ hừ, lang hàn giơ tay, nhiều kẻ ngốc thật, bốp, bốp, đồng lâm và liễu ngộ vũ bị đánh xỉu ném vào lùm cỏ. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lột đồ hai người ra xếp chồng lên nhau, trông như đã làm chuyện đó. Lăng Hàn vươn tay hướng nữ hoàng, nương tử, chúng ta ngồi xe đi, chương 1827, giã chiến. Nữ hoàng vui vẻ đồng ý lên xe, Lăng Hàn dục ba con dao chạy hướng thành bảo trước mặt. Ba con dao không cam lòng, muốn chống cự Lăng Hàn nhưng bị hắn phát ra khí thế làm thần thú sợ vỡ mật, ngoan ngoãn làm tỏa kỵ. Đường đi thành quả không chỉ có một mà là năm, khi Lăng Hàn lái xe đến đã có rất nhiều xe đậu, đủ kiểu dáng, rất nhiều. Nhiều người không vào thành bảo mà đứng chờ, dường như đang đợi ai. Thấy chiến xa chạy tới, có ba nam nhân tiến lên nghinh đón. Đồng Lâm huynh đến rồi, bọn họ là phe cánh thân thiết của Đồng Lâm, hồ bằng cầu hữu, bởi vì thế lực gia tộc không lớn bằng đồng gia nên lấy Đồng Lâm dẫn đầu. Ba người thấy lăng hàn dục xe ngựa thì lấy làm lạ. Từ khi nào chiến xa long giao cần sa phu, ba con dao đã sớm thông linh, còn cần người điều khiển sao? Hơn nữa Sa Phu này là đại thánh, tu vi hơi thấp, dù gì cũng nên là thánh vương. Bọn họ nhìn chăm chú, Lăng Hàn mở cửa thùng xe mời nương tử ra. Nữ hoàng đã nổi bật nên Lăng Hàn cam nguyện làm lá xanh một lần phụ trợ nương tử. Nữ hoàng đi ra, vóc dáng nàng cao kiều đầu suýt đụng phải cửa xe, váy màu vàng bện bằng thánh liệu cao cấp nhất, tài liệu lấy trong ổ sơn tặc, mấy ngày nay Lăng Hàn làm gấp ra. Ui, đồng lâm huynh thật có phúc, kiếm kiều nữ tuyệt sắc như vậy. Ngươi chưa thấy mặt người ta làm sao biết là tuyệt sắc. Mợ, khí chất như vậy, dáng người như thế, nếu không phải mỹ nhân tuyệt sắc thì ta cắt đầu cho ngươi làm cầu đá. Ba nam nhân lộ vẻ kinh diễm trâu đầu ghé tai, những người xung quanh cũng vậy, khí thế của nữ hoàng quá mạnh, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Có nữ hoàng ở những nữ nhân khác chỉ là phông nền, là lá. Nàng là loạn tinh, cái gì, là siêu thiên tài hôm nay một kích đánh ra 92 mắt. Ui, Ta có nghe tên của nàng nhưng không bao giờ ngờ Phong Thái sẽ say lòng người đến vậy. Chắc chắn là thánh nữ của đại giáo, nếu không sao có thiên phú kinh người, thực lực khí phách như vậy được. Kỳ lạ, đây rõ ràng là chiến xa của đồng gia, với thực lực của đồng gia sao làm quen được với nàng? Mọi người thắc mắc, hôm qua trách nhiệm cột đồng chỉ có mười mấy người đậu, nhưng trưởng tôn lương mời thế hệ trẻ của mỗi thế lực trong Hắc Nguyệt Thành nên khá đông người. Mọi người đều biết gốc gác Thiên phú võ đạo của đồng lâm cũng khá nhưng không có tư cách sách dày cho nữ hoàng, đồng gia còn kém xa mới mong làm thân với đại giáo được. Chuyện này kỳ lạ, lăng hàn nhoẻn miệng cười, hào hứng muốn làm ác, ai kêu hắn và đại hắc cầu là bằng hiếu. Lăng hàn hắng giọng để ta giải thích cho mọi người. Chúng ta giữa đường gặp đồng lâm, nhưng đồng lâm đột nhiên nổi hứng ôm nữ bằng hiếu vào lùm cỏ, nhưng chiến xa lại cho chúng ta, nói là không cần gấp, lát nữa sẽ đến sau. Nổi hứng ôm nữ bằng hiếu vào lùm cỏ. Mọi người biểu tình quái dị, không lẽ Đồng Lâm đột nhiên nổi máu dâm không kiềm được muốn lên ngựa? Có người lấy làm lạ là hỏi, "Không đúng, dù muốn, cái kia thì trong xe không phải càng tốt hơn sao? Tọa giá của bọn họ không tầm thường, có trận pháp bảo vệ, công kích cường đại cũng bị cản được, phòng chấn động, cách âm càng là khỏi phải nói." "Không chừng Đồng Lâm thích làm ở dã ngoại, tùy thời sẽ bị phát hiện, có hương vị yêu đương vụng trộm. Cái này hay, sau này ta cũng thử." Tây Môn Đại người suốt ngày dòm nương tử nhà người ta, không sợ báo ứng. Tin tức quá bạo, mọi người nổi lòng nhiều chuyện, ba hoa chích trèo. Một chiếc xe ngựa chạy tới, một thanh niên mang theo nữ bằng hữu xinh đẹp bước tới. Thanh niên biểu tình quái dị vừa đến đã nói, các người tuyệt đối không đoán được ta thấy gì lúc đi trên đường. Thanh niên tạm dừng cố ý gợi tò mò cho mọi người. Có một đôi cẩu nam nữ đánh giã chiến, các người đoán xem là ai, mợ, làm thật sao, mọi người đồng thanh kêu lên. Đồng lâm, thanh niên sửng sốt, các ngươi đều biết, mọi người vốn nửa tin nửa ngờ nhưng nghe thanh niên nói tương đương có bằng chứng, không tin cũng phải tin. Chật, đồng lâm thật là bụng đói ăn quàng, sắp đến thành bảo rồi còn muốn chơi một phát. Nếu trưởng tôn lương biết thì vị vương giả trẻ này sẽ rất giận. Ngươi dám đến chỗ của ta đánh giã chiến, đây là nhục nhã ta. Mọi người thầm quyết tâm phải xa cách đồng lâm, nếu bị liên lụy sẽ thảm. Trưởng tôn lương, vương giả khoáng tế, tương lai đã định trước tươi sáng, làm sao có thể đắc tội. Đi đi, nên đi vào, mọi người hết hứng tụ tập bạn bè tại đây, ba cầu hữu của đồng lâm quay đầu đi luôn, ước gì chưa từng quen gã. Thành bảo rất lớn, nên bọn họ đứng ở cửa cổng nhưng đến đại điện mất chút thời gian, nơi này đã bày từng dãy bàn. Bàn không lớn, chỉ có hai người ngồi, lý do tại sao thanh niên tóc đỏ nói chỉ có thể mang theo một bằng hữu Trên mỗi cái bàn đặt một tấm thẻ viết tên người, rõ ràng là ngồi theo số. Vậy cũng tốt, tránh cho tranh giành lăng hàn và nữ hoàng tìm đến vị trí của mình nhưng chỉ có tên của nữ hoàng lăng hàn thì hôm nay đơn thuần là ăn ké lăng hàn không quan tâm hắn ngồi xuống cùng nữ hoàng thì thầm bàn rất thấp nên không cần ghế dưới đất có bồ đoàn cho người ngồi lên lăng hàn ngồi xuống thầm ngạc nhiên a à, vì trong bồ đoàn có dòng khí nóng tiến vào cơ thể hắn tăng cao nguyên lực nhưng giờ lăng hàn đã đến đỉnh đại thánh ích lợi này vô hiệu với hắn không uổng là thánh tử một giáo đồ chiêu đãi người cũng cao cấp Lăng hàn rất muốn hốt đồ về nhà, có thể cho đám phong phá vân, tuy hiệu quả không quá lớn nhưng mỗi nhỏ mấy cũng có thịt, có thể nhanh chút thì bỏ qua sao được. Một người mới vào đại điện thì hưng phấn kêu lên, này, các người đoán xem lúc ta vừa tới đây thấy cái gì? Có mấy người lập tức không cho là đúng nói, đồng lâm đánh giã chiến chứ gì? À, người mới đi vào ngây ra, gã còn tưởng đã phát hiện tin tức gì lớn. Mỗi người mới đến luôn hưng phấn nói bọn họ thấy sự kiện lớn rất bạo nhưng sau đó bị người dội nước lạnh đánh giã chiến chứ có gì mà kỳ đồng lâm đúng là háo sắc không sợ trời dám giã chiến trong phủ đệ của trưởng tôn lương trật đồng lâm tiêu đời mọi người lười lãng phí thời gian với gã ai làm việc nấy liên lạc với bằng hữu lâu không gặp hoặc kết bạn mới hắc nguyệt thành quá lớn bình thường mọi người hiếm có cơ hội tụ tập một chỗ ngày càng nhiều người đến chính chủ trưởng tôn lương chưa lộ mặt nữ hoàng thành tiêu điểm mọi người vây quanh hiến ân cần hai là muốn tìm hiểu tin tức nữ hoàng đến từ đại giáo nào. chương 1828, Đồng Lâm đâu? Nữ hoàng lười để ý, Lăng Hàn làm người phát ngôn đuổi cả đám đi, nhưng không lạnh băng đắc tội với người, không chừng sau này có chuyện cần nhờ bọn họ. Hơn nữa người ta không đắc tội với mình thì cần gì gây gắt tổn thương nhau. Qua hơn nửa canh giờ trưởng Tôn Lương đã đến, có tiếng quát, thánh tử giá đáo, toàn đại điện tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một nam nhân trẻ tuổi đầu đội kim quan bước nhanh từ một cánh cửa đi ra vóc dáng cao lớn đôi mắt sáng rực như hai mặt trời khiến người không dám nhìn kỹ khí thế nam nhân rất mạnh trong phạm vi ba thước khí thế hóa thành thực chất diễn hóa ra các chân long chân phượng kỳ lân huyền quy các loại thần thú bay lượn sau lưng nam nhân là thanh niên tóc đỏ vẻ mặt cuồng nhiệt trong mắt gã trưởng tôn lương là thần chứ không phải người nhiều người quỳ xuống bái kiến thánh tử những người khác đứng dậy chắp tay hành lễ đây là một vị vương giả vô song, thiên phú có một không hai, thế lực nhị tinh. Thiên kiêu ra từ thành lớn tam tinh trưởng tôn lương cũng không sợ, gã có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua. Lăng hàn, nữ hoàng không đứng dậy, bọn họ kiêu ngạo sao có thể khom lưng với võ giả cùng dai. Người xung quanh lòng lo sợ lỡ thánh tử tức giận có khi nào đánh lây bọn họ không. Trưởng tôn lương lạnh nhạt nói, miễn, trưởng tôn lương nhấn hai tay ra hiệu mọi người có thể ngồi, gã liếc qua lăng hàn, nữ hoàng khóe môi trưởng Tôn Lương cong lên chắp tay nói, "Loạn Tinh tiên tử." Nữ hoàng không thèm nhìn thẳng trưởng Tôn Lương, nhẹ gật đầu xem như chào. Ngạo mạn như thế khiến mọi người tin nữ hoàng chắc chắn là thánh nữ của đại giáo. "Thực lực, thiên phú của ta không thua gì ngươi, thân phận càng cao quý nên có thể kiêu ngạo." Trưởng Tôn Lương bị lơ, nhưng gã biểu hiện rất rộng lượng, nhoẻn miệng cười như gió xuân ấm áp. "Nào, tại hạ chuẩn bị rượu nhạt, mọi người đừng khách sáo." Trưởng Tôn Lương quét mắt qua, nhíu mày bởi vì trong đại điện cơ hồ ngồi đầy chỉ thiếu một người. Đồng Lâm, trường Tôn Lương đã lộ mặt, Đồng Lâm còn chưa đến, kiêu ngạo còn hơn gã. Trường Tôn Lương lộ vẻ bất mãn hỏi, Đồng Lâm đâu, phụt, vài người nhấp ngụm rượu nghe hỏi thì phun ra, họ sặc sụa. Có chuyện gì, trường Tôn Lương nhìn sang bên cạnh, thanh niên tóc đỏ hiểu ý, cung kính gật đầu bước xuống đài, hỏi thăm sơ, lộ vẻ mặt quái dị. Đồng Lâm giã chiến trong lùm cỏ ngoài cửa, mấy trăm năm rồi chưa thấy nữ nhân mà khao khát vậy thanh niên tóc đỏ chạy lên đài nói nhỏ vào tai trưởng tôn lương. Thanh niên tóc đỏ chưa nói hết trưởng tôn lương đã lộ vẻ tức giận suýt đập bàn đứng dậy. Đồng lâm khốn kiếp dám giã chiến trong vườn hoa của gã, còn làm mọi người đều biết. Này này này, đây chẳng khác nào công khai làm gã mất mặt, quá to gan. Công phu tu dưỡng của trưởng tôn lương rất tốt nhưng chuyện này thật đáng giận, như có người cố ý đạp trên đầu giường nhà ngươi, ai không tức. Nhưng trưởng tôn lương không nổi khùng, gã vờ như không phát hiện chuyện này, bắt chuyện với mọi người gã là thánh tử tương lai sẽ kế thừa chức giáo chủ rất giỏi dẫn dắt không khí rất nhanh mọi người quên chuyện đồng lâm đề tài xuôi theo ý trưởng tôn lương trưởng tôn lương rất có hứng thú với nữ hoàng vì đây là vương giả trẻ duy nhất sánh ngang với gã thân phận rất bí ẩn có lẽ là thánh nữ của đại giáo nào đó thiên phú nghịch thiên thân phận cao quý dáng người hoàn mỹ khí chất vô song nữ nhân như vậy ai không thích dù nữ hoàng nghiêm nghị thì nàng vẫn chinh phục trái tim vô số người trưởng tôn lương không che giấu tấn công nữ hoàng mãnh liệt loạn tinh tiên tử chờ sau khi kết thúc có hứng thú cùng tại hạ nghiên cứu võ đạo không nữ hoàng lười trả lời nếu trưởng tôn lương mời luận bàn không chừng nàng có hứng thú đánh lang hàn cười nói loạn loạn nhà ta không bao giờ ở một mình với người lạ nếu trưởng tôn huynh muốn thì ta có thể đi thay ngươi ngươi thay thế cái gì trưởng tôn lương lộ vẻ khó chịu bốn chữ loạn loạn nhà ta làm gã đau tim nhưng có cách gì gã có lập trường phản bác sao? Trường Tôn Lương động ý niệm, đã có ý hay, gã quay đầu nhìn thanh niên tóc đỏ dùng thần thức nói một câu. Trường Tôn Lương cười nói, thịnh hội võ giả chúng ta sao thiếu được luận bàn tỷ võ? Mọi người gật đầu đồng ý ngay, thánh tử nói đúng, thanh niên tóc đỏ lập tức đứng dậy hét hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn, ta khiêu chiến với ngươi, Lăng Hàn bất ngờ, hắn vốn định làm một Mỹ Nam yên tĩnh chỉ lo ăn uống, kiêm biết mặt thiên kiêu trẻ. Nhưng có người muốn khiêu chiến với hắn hương hôm qua hắn không phát huy nên người ta tưởng hắn dễ ăn hiếp sao Lăng hàn cười tủm tỉm nói được thôi trưởng tôn lương nói với thanh niên tóc đỏ xích long xuống tay có chừng mực không thể giết người thanh niên tóc đỏ hiểu ý trưởng tôn lương dặn dò miễn không giết người là được gã đừng nương tay thanh niên tóc đỏ gật đầu cung kính nói tuân lệnh thánh tử đại nhân thanh niên tóc đỏ nhảy ra đại điện Lăng hàn đi ra chiến một trận Lăng Hàn gắp đũa thức ăn, uống hớp rượu sau đó nói với nữ hoàng. Nương tử, ta đi chút rồi về. Nữ hoàng dịu dàng gật đầu, chủ động hôn một cái. Mọi người ghen tị muốn chết, cứ tưởng nữ hoàng là mỹ nhân lạnh băng ngạo tận xương, không ngờ nàng sẽ vì nam nhân mà nở nụ cười rực rỡ, dịu dàng như nước. Cái tên vận may phân chó này mau bị chết đi, trường tôn lương không nhịn được mặt đen thui, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gã muốn giết người. Lăng hàn đẩy bàn ra đứng dậy, chậm rãi đi ra đại điện. Mọi người như ong vỡ tổ đi ra ngoài, bọn họ muốn thấy tận mắt Lăng Hàn bị treo lên đánh, không thì ngọn lửa trong lòng khó dằn xuống, sẽ bị đốt cháy. Nữ hoàng nâng gót sen, khí thế cực mạnh, không ai dám tới gần nàng ba trượng. Có người ngoại lệ, trường tôn lương bước nhanh tiến lên đi song song với nữ hoàng, lộ biểu tình kinh ngạc. Cường giả và cường giả đôi khi không cần đánh nhau, khí thế tiếp xúc là biết đối phương mạnh yếu. Nữ hoàng rất mạnh, mạnh đến mức trưởng tôn lương không chắc thắng được. Điều này không khiến trưởng tôn lương ghen tị mà sinh lòng mến mộ. Song chi tục phấn không có tư cách làm bạn với gã. Đây là nữ nhân gã luôn chờ đợi, là bạn lữ số phận đã định cho gã. Lăng Hàn, thanh niên tóc đỏ đứng cách nhau 10 trường. Kiến trúc trên phù đảo đặc biệt cứng rắn, hoàn toàn chịu được sáng thế cảnh trùng kích nên bọn họ không cần lên trời đánh nhau. Mọi người tràn ngập niềm tin vào thanh niên tóc đỏ, tuy gã chỉ là tùy tùng nhưng có thể trở thành tùy tùng của trưởng tôn lương đã chứng minh thực lực của đối phương. Chương 1829, kẻ xui xẻo. Thánh Vương bình thường quỳ dưới đất xin trưởng tôn lương cũng không thèm nhìn cái nào. Thanh niên tóc đỏ kiêu ngạo nói: "Ba chiêu, nếu gã dốc hết sức có thể đánh ra 71 mắt trên cột đồng, không thua kém nhiều cao thủ hôm nay đến đây." Hạn định trong ba chiêu là thanh niên tóc đỏ đã chừa đường lui rất lớn cho mình. Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tính, Biên Chiết nhìn Lăng Hàn. Từ mặt nào đó bọn họ cùng phe với Lăng Hàn, không hy vọng hắn thua. Nhưng Lăng Hàn đến đây toàn nhờ nữ hoàng, làm sao khiến người tin tưởng sức chiến đấu của hắn. Hy vọng có thể chống qua ba chiêu, nếu bị thua trong một chiêu thì bọn họ cũng mất mặt. Lăng Hàn cười nói, ngươi đã nói ba chiêu vậy ba chiêu đi, mọi người không biết ý Lăng Hàn là gì, chỉ có nữ hoàng hiểu, ý hắn là chiêu thứ ba mới đánh bại đối thủ. Thanh niên tóc đỏ tấn công, chiêu thứ nhất, thanh niên tóc đỏ xa xa chỉ một cái, ầm, um, một ngọn lửa nhỏ bắn ra hóa thành mũi tên bay nhanh hướng Lăng Hàn, cực mau. Trong cơ thể thanh niên tóc đỏ chảy huyết mạch long tộc, bẩm sinh giỏi điều khiển lửa, tên lửa này uy lực cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười thổi một hơi vào tên lửa, phụt một tiếng lửa tắt. Lăng Hàn nói: "Hôm nay không phải sinh nhật của ta, không cần để cho thổi nến." A, à, ủa, á, mọi người ngạc nhiên, không ai ngờ thực lực của Lăng Hàn mạnh vậy, một hơi thổi tắt công kích của thanh niên tóc đỏ, thật khó chấp nhận. Thanh niên tóc đỏ hơi giật mình nhưng không để bụng, chiều thứ nhất chỉ là thăm dò hai tay thanh niên tóc đỏ hóa chảo vậy thì đỡ chiêu thứ hai của ta ầm um, người thanh niên tóc đỏ dâng lên khí thế cường đại xương sống lưng nhô lên như biến thành con rồng to thanh niên tóc đỏ tấn công thiên long nộ chảo thanh niên tóc đỏ ấn hai tay trong phút chốc phẩy rồng phủ lên biến thành hai móng vuốt rồng dài năm trước đẻ hướng lăng hàn chân long bay trên chín tầng trời được tiếng là thần thú mạnh nhất không phải nói mà thôi móng vuốt rồng của thanh niên tóc đỏ nổi lên các ký hiệu đại đạo lực lượng quy tắc chuyển động khiến người tim đập nhanh. Người trẻ tuổi này đặt ở đâu đều xứng là thiên tài, nhưng tại đây gã chỉ là tùy tùng của trưởng Tôn Lương. Lăng Hàn mỉm cười thi triển cực giả chi ám bao trùm thanh niên tóc đỏ. Hắc ám vô tật, không ai thấy thanh niên tóc đỏ đâu, trưởng Tôn Lương cũng vậy. Trưởng Tôn Lương lộ vẻ giật mình, tưởng tượng nếu đánh nhau với Lăng Hàn, bị hắc ám vây khốn thì làm sao phá. Bùm, chỉ trong khoảnh khắc thanh niên tóc đỏ lao ra hắc ám, trưởng Tôn Lương nhẹ nhóm, cho rằng mình chuyện bé xé to xích long lao ra dễ vậy chứ nói gì gã. Khóe môi trưởng tôn lương vừa cong lên đã hạ xuống, con người co rút. Vì thanh niên tóc đỏ lao ra rồi nhưng đường công kích bị lệch, từ ngay mặt hướng lăng hàn giờ chuyển sang mé trái, không dính gì đến vạt áo của hắn. Kích thứ hai của thanh niên tóc đỏ cũng thất bại. Mọi người giật mình, nếu Lăng Hàn nghiêm túc hóa giải công kích của thanh niên tóc đỏ thì dù ngươi mạnh mấy mọi người cũng chấp nhận được. Nhưng người thổi một hơi, ném ra đoàn hắc ám đã hóa giải làm người hoàn toàn không xem hiểu sâu không lường được, ui, chẳng lẽ đây cũng là một siêu thiên tài. Thanh niên tóc đỏ đã cảm giác áp lực, liên tục ra hai chiêu nhưng không thể thăm dò được lăng hàn sâu cạn. Chiêu thứ ba, chiêu thứ ba phải thận trọng, thanh niên tóc đỏ bắt đầu tích xúc đại chiêu, long khí dâng lên toàn thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, quần áo rách toạc, nhưng không lo thanh niên tóc đỏ lộ cảnh xuân vì có vẻ rồng dày phủ lên người gã rồi. Thăng long kích, đây là đại chiêu mạnh nhất của thanh niên tóc đỏ, thiêu đốt tổ huyết, đánh ra một kích trời long đất lở có thể nói dựa vào chiêu này bùng nổ thanh niên tóc đỏ là cường giả đẳng cấp 80 mắt. Đương nhiên thanh niên tóc đỏ chỉ giữ trạng thái này được 3 giây. Thanh niên tóc đỏ lao vào lăng hàn, giống to, giết, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Lăng hàn không tránh né, chờ thanh niên tóc đỏ lao tới thì thò tay bóp cổ thanh niên tóc đỏ, vung tay. Sương trong người thanh niên tóc đỏ ít nhất gãy một nửa, gã như người chết tứ chi rũ xuống, không còn chút sức chiến đấu. Lăng hàn cười nói, ba chiêu, Lăng Hàn vung tay ném thanh niên tóc đỏ xuống dưới chân trưởng Tôn Lương. Mọi người lúc này mới biết thì ra Lăng Hàn đồng ý ba chiêu là sao. Với thực lực của hắn hoàn toàn có thể một chiêu đánh bại thanh niên tóc đỏ. Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tĩnh lộ biểu tình thận trọng, tuy bọn họ cũng có thể đánh bại nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng hơn Lăng Hàn. Đây là một kình địch, lúc trước bọn họ lo Lăng Hàn không đủ mạnh khiến họ mất mặt, giờ cảm thấy hắn quá mạnh có thể uy hiếp đến mình. Mắt trưởng Tôn Lương cháy lửa giận, Lăng Hàn ném người tới trước mặt gã là có ý gì? Thị Huy sao? Lúc này một người chen lấn đám đông đi ra, biểu tình uất ức. Thánh tử đại nhân xin hãy làm chủ cho ta. Là Đồng Lâm, Trưởng Tôn Lương vốn đang giận trông thấy Đồng Lâm đột nhiên xuất hiện thì chút hết lên đầu đối phương, vỗ trưởng một cái. Bốp, Đồng Lâm bị chấn thành mưa máu, thần hồn đều diệt. Tên này đúng là xui, nếu Đồng Lâm chết có biết sẽ rất buồn bực, tại sao Trưởng Tôn Lương giết gã? Hoàn toàn không có đạo lý. Gã bị dao động chiến đấu của thanh niên tóc đỏ và Lăng Hàn làm giật mình tỉnh lại. Đồng Lâm vừa tỉnh dậy liền phát hiện tình trạng đáng xấu hổ của mình, vội vàng từ không gian thần khí lấy quần áo ra mặc, lật đật chạy tới mức. Đồng Lâm tin tưởng trưởng Tôn Lương sẽ giải oan cho gã, nhưng không bao giờ ngờ trưởng Tôn Lương một bàn tay đập chết gã, xui chưa từng thấy. Máu còn tung tóe trên không trung, vài giọt dính trên mặt Liễu Mộ Vũ làm nàng khựng bước chân chạy nhanh. Liễu Mộ Vũ phát hiện Đồng Lâm chết, bị trưởng Tôn Lương một bàn tay đập chết có chuyện gì liễu mộ vũ sợ hãi mặt trắng bệch chân run rẩy sợ trưởng tôn lương cho thêm một trưởng oanh giết nàng liễu mộ vũ quỳ xuống khóc lóc nói thánh tử đại nhân tha mạng thánh tử đại nhân tha mạng liễu mộ vũ đi yêu ngoa vô lý cực kỳ hung dữ nhưng phải xem là ở trước mặt ai trưởng tôn lương lộ vẻ mặt khinh thường chắc đây là đồ đê tiện giã chiến với đồng lâm thứ ti tiện này dám đến chỗ ở của gã trưởng tôn lương lớn tiếng trách mắng cút liễu mộ vũ không dám hó hé tiếng nào lật đật xoay người chạy Vâng vâng vâng, chương 1830, một chiêu, trường tôn lương hít sâu bình ổn cảm xúc, chợt phát hiện mình hơi quá đáng. Đồng gia nói sao cũng là thế lực tứ chảm, nhưng đã giết người rồi, tính cách của trưởng tôn lương sẽ không dối rắm Trường tôn lương nhìn lăng hàn, mỉm cười vỗ tay nói. Đặc sắc, rất đặc sắc, mọi người không biết nên nói cái gì. Người tức giận đến làm thịt đồng lâm còn vỗ tay khen hay gì, thật giả tạo. Nhưng vị này là thánh tử của Hắc Nguyệt Giáo, ai dám lên tiếng trách móc. Trường Tôn Lương nói, có ai muốn luận bàn với vị này không? Không ai lên tiếng, mới rồi xem biểu hiện của Lăng Hàn tuyệt đối ngang hàng với Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc tính, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy Hắc Nguyệt Thành là thành nhị tinh, số lượng thiên tài nhiều hơn thành nhất tinh rất nhiều nhưng không có mấy người giống Nguyên Hưng Bình. Huống chi dù mạnh cỡ Nguyên Hưng Bình cũng không nắm chắc dễ dàng thắng Lăng Hàn được. Hèn gì nữ hoàng vô cùng kiêu ngạo vừa mắt hắn, tuyệt đối không phải bao cỏ chỉ có cái vỏ. Trường Tôn Lương lúng túng, không ai chịu ra tay sao? trường tôn lương có thân phận gì? chẳng lẽ để gã tự mình ra tay với lăng hàn? trường tôn lương khó chịu hừ mũi, đường đường là thánh tử mà không ai nể mặt. một thanh niên bước ra, gã cúi đầu hướng trưởng tôn lương rồi nhìn qua lăng hàn. ha ha, tại hạ bất tài, xin huynh đài chỉ dạy một chút. sắc mặt trường tôn lương tốt hơn nhiều. thanh niên này là hạng văn côn thiên tài của hạng gia, thực lực rất mạnh, được trưởng tôn lương thừa nhận. hạng văn côn ra tay là ổn rồi. Lăng Hàn mỉm cười nói, đến đây đi, ta chỉ giáo cho. Hạng văn côn lộ vẻ bực mình, gã nói, chỉ dạy, là khách sáo thôi, ai ngờ đối phương tin thật. Hừ, nhà quê thành nhất tinh nho nhỏ thật là không biết trời cao đất rộng. Cũng đúng, người có chút thực lực tất nhiên vô địch trong tiểu thành, cho rằng trên đời không có cao thủ nên huynh hoang. Thật là vô tri, hạng văn côn lười nói nhiều, ngoắc tay hướng Lăng Hàn. Đến chiến đi, Lăng Hàn mỉm cười giơ một ngón tay, một chiêu, ui mọi người hút ngụm khí lạnh ngươi một chiêu hạ gục hạng văn côn lấy đâu ra can đảm vậy hạng văn côn tức giận bật cười nói vậy thì một chiêu hạng văn côn nhìn lang hàn chằm chằm vận chuyển nguyên lực chân mày hiện ra ấn ký một thanh kiếm uy nhiếp hồng hoang viễn cổ lan tỏa khiến mỗi người trái tim như đè tảng đá lớn cực kỳ khó chịu hạng văn côn sử dụng đại chiêu lực lượng huyết mạch dẫn động lực lượng tổ tiên viễn cổ khiến sức chiến đấu của gã tăng cao mạng lớn một kích thắng Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng mặc cho đối phương chuẩn bị đại chiêu, không hề muốn ngăn chặn, cũng không định phát ra đại chiêu. Cuồng, mọi người thầm nghĩ, đây là hạng văn côn, đổi lại nguyên hưng bình, đan ngọc tĩnh đụng phải gã cũng hết sức thận trọng, nếu không đánh hết sức sẽ bị oanh giết thành vụn ngay. Hạng văn côn hét to một tiếng, đóng băng thần kiếm, hạng văn côn điểm trên mình, veo, ấn ký hình kiếm hóa thành thần kiếm bay ra, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp, người xung quanh cảm giác máu đóng băng, muốn nhúc nhích chợt phát hiện tay đã đông cứng người phủ lớp băng dày ui đây mới chỉ là dư ba mà uy lực đáng sợ như vậy nếu bị đóng băng thần kiếm chém chúng thì còn đường sống không một kiếm này mau đến không thể hình dung lang hàn lại cười hắn ung dung bình tĩnh chỉ một cái vừa đúng chặn lại mũi kiếm thật chuẩn mau quá mọi người thầm la lên sau đó lắc đầu thanh kiếm này phát ra lạnh lẽo khủng bố như thế mà ngươi tay không đón đỡ chẳng khác nào tìm chết bóc băng kiếm vỡ khí lạnh truyền vào người lăng hàn đóng băng hắn ngay hạng văn côn lộ vẻ mặt kiêu ngạo đây là kết cục dám chọc giận gã bùm ngọn lửa rực cháy trên người lăng hàn băng tầng nháy mắt hòa tan lăng hàn tiếp tục chỉ một cái hóa thành một ngọn núi đẻ hướng hạng văn côn hạng văn côn hoảng sợ khu vực ngón tay đẻ quá lớn gã không thể trốn đi đâu được hạng văn côn hết sức bùng nổ liên tục đấm bầu trời bùm 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 từng cú đấm đánh vào ngón tay nhưng vô dụng ngón tay đó thế không thể đỡ đè xuống. Dầm, thân thể hạng văn côn biến mất, khi lăng hàn giơ ngón tay lên thì hạng văn côn đã bẹp dí. Một chiêu, quả nhiên chỉ dùng một chiêu, mạnh như hạng văn côn, chuẩn bị thời gian dài như vậy phát ra đại chiêu nhưng vẫn bị một chiêu dẹp gọn, thực lực cách biệt bao lớn. Lăng hàn không hề chuẩn bị cái gì, hắn chỉ tùy ý đánh ra một chỉ. Lần này thì trưởng tôn lương cũng bị rung động, trưởng tôn lương nhìn lăng hàn, nói. Ba nguyên năm trước Thương Nguyệt thành ra một mạo đại càn quét thế hệ trẻ, được gọi là thiên tài khoáng thế. Theo ta thấy người mạnh hơn mạo đại năm xưa nhiều, đây là đánh giá rất cao. Năm xưa mạo đại càn quét tất cả thánh vương, mạnh mẽ nổi lên, đến ngày nay vẫn khiến người nói chuyện không ngớt, một siêu thiên tài. Phó gia đều muốn thu nạp mạo đại, thành tựu tương lai không chỉ ở tứ trảm. Nhưng trưởng Tôn Lương nói lang hàn mạnh hơn mạo đại năm xưa, có phải hơi lố không? Trưởng Tôn Lương kiêu ngạo nói ngươi đáng giá ta tự mình ra tay. Trường Tôn Lương đã đứng trên đỉnh Thánh Vương, chỉ chờ trảm Trần Uyên mở ra là sẽ trảm Trần Thánh Tiên, tự tin vô địch khi chiến với cùng đẳng cấp. Lang Hàn cười nói, con người ta khá hiền, người muốn chiến thì ta chơi với ngươi. Chơi với, ai dám nói đánh nhau với trưởng Tôn Lương là chơi. Mạo đại đúng là siêu thiên tài, nhưng không phải không có thiên tài sánh ngang. Ví dụ Thương Nguyệt Thành có Đinh Diệu Long, nhưng sau lưng là cả một gia tộc, không thể được phó ra hay hắc Nguyệt Giáo tài bồi, không như Mạo Đại ở rể là thành người của họ Nhưng đè tu vi của Mạo Đại xuống cỡ sáng thế cảnh thì tuyệt đối không đánh lại Trường Tôn Lương Trường Tôn Lương là thiên tài mấy vạn nguyên năm hiếm khi ra đời Sức chiến đấu với cùng đẳng cấp mạnh cỡ nào không ai biết Vì không người cùng đẳng cấp nào ép gã dốc hết sức ra Trường Tôn Lương cười cười, gã ở địa vị cao không thèm so đo với Lăng Hàn Trường Tôn Lương chắp hai tay sau lưng từ từ đi ra nói Nhưng ngươi ba chiêu, Lăng Hàn cười, nhưng ngươi mười chiêu Nụ cười đông lại trên mặt Trưởng Tôn Lương, quá là cuồng. Trưởng Tôn Lương không nói chuyện nữa, chỉ một cái vào Lăng Hàn. Ong 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 ong, uy thế đáng sợ chấn động, bầu trời như sắp sập. Lăng Hàn cũng chỉ một cái nghênh hướng công kích của Trưởng Tôn Lương. Bùm, hai đòn công kích tan giã cùng lúc, Lăng Hàn không thừa dịp đánh trả mà theo ước hẹn lúc trước nhường Trưởng Tôn Lương 10 chiêu. Chương 1831, Trưởng Tôn Lương ra tay. Một kích qua đi bốn phía không còn tiếng động. Lăng Hàn đã thể hiện thực lực cường đại, dễ dàng đánh bại thanh niên tóc đỏ, hạng vân côn, nhưng không ai cho rằng hắn có thể đối kháng lại trường Tôn Lương. Trường Tôn Lương là vô địch cùng dai, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chặn lại một kích của trường Tôn Lương, tuy chỉ là tùy tay một kích nhưng Lăng Hàn cũng không dốc hết sức. Chẳng lẽ Hắc Nguyệt Thành sắp xuất hiện vương giả siêu vô địch thứ ba? Trường Tôn Lương cười cười, búng ngón tay, veo, một luồng đao quang chém ra, Lăng Hàn đánh ra luồng kiếm khí nhẹ nhàng hóa giải đòn công kích thứ hai của trưởng Tôn Lương. Chiêu thứ ba, thứ bốn, thứ năm, rất nhanh, 10 chiêu đã qua. Trưởng Tôn Lương chắp hai tay sau lưng, nói, 10 chiêu đã qua, ra tay đi. Lăng Hàn không khách sáo nữa, nhảy người lên, hắn không sử dụng tiên thuật, chỉ tấn công bằng quyền cước. Trưởng Tôn Lương trốn tránh, đón đỡ nhưng không phản kích, cũng nhường Lăng Hàn 10 chiêu. Trưởng Tôn Lương kiêu hãnh, khinh thường ăn bất Lăng Hàn. Mười chiêu qua đi hai người lộ biểu tình thận trọng, tuy lúc trước bọn họ không dốc hết sức, không giao phong kịch liệt nhưng cao thủ so chiêu, có mấy chiêu này lẽ nào không nhìn ra đối phương sâu cạn sao. Kinh địch, đây là hai người dán nhãn cho đối phương, trường tôn lương chỉ vào lăng hàn, phá phong chỉ, lúc trước trường tôn lương cũng chỉ như vậy nhưng không vận chuyển tiên pháp. Hiện tại trường Tôn Lương chỉ một cái ánh sáng đại đạo ngưng tụ cực kỳ rực rỡ bắn hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn không dám chậm trễ, tuy rằng hắn tự tin với khí lực của mình hoàn toàn có thể cứng rắn đỡ công kích. Nhưng khi cần thiết nếu không thì hắn không muốn bị người biết khí lực của mình mạnh đến nhường nào. Lăng Hàn tung nắm đấm, diệt thế lôi đình thi triển. Âm 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 âm, trên nắm tay toàn là lôi quang cuồng bạo đáp lễ lại trưởng tôn lương. Xeo, ánh sáng đại đạo xẻ ra biển lôi nhưng cũng bị lực lượng lôi đình tiêu trừ hết uy lực. Xoẹt, biển lôi vụt qua người trưởng tôn lương, không gây ra chút tổn thương. Hai bên thăm dò sâu hơn, ngang sức ngang tải kết thúc. Hai người biểu tình càng trầm trọng, trừ nữ hoàng ra đây là lần đầu tiên Lăng Hàn gặp kình địch cùng dai, khiến hắn giấy lên chiến ý hừng hực. Lăng Hàn chủ động tấn công, người lao ra lấy tay thay kiếm đánh ra lôi đỉnh kiếm pháp. Tốc độ rất nhanh, trưởng Tôn Lương không kịp trở tay, hơi bị chật vật. Trưởng Tôn Lương không uổng là vương giả trong thế hệ trẻ, hoảng mà không loạn, hai nắm đấm liên tục phung đánh ra từng đòn công kích ngăn cản Lăng Hàn gần người. Qua mấy chiêu trưởng Tôn Lương tạm dừng lại, đã thích ứng được đòn công kích. Năng lực ứng biến này khiến Lăng Hàn gật gù, người ta được gọi là thiên kiêu khoáng thế đúng là có tài thật, nếu không như vậy thì mất vui. Trường Tôn Lương hét dài, đến lượt ta, trường Tôn Lương thổi một hơi hóa thành vô số phong nhẫn cắt hướng Lăng Hàn. Phong nhẫn vô cùng đáng sợ, có ánh sáng đại đạo lấp lánh trong đó, có các phù văn nhảy nhót, sức phá hoại mạnh mẽ thật khó mà tưởng tượng. Mọi người bị giật mình, hóa ra vừa rồi trường Tôn Lương không phải luôn phòng thủ còn thừa dịp sức lực chuẩn bị phản kích, công kích cường đại như vậy không phải muốn phát ra liền phát. Lăng Hàn như không thấy vẫn lao vào trường Tôn Lương, khi phong nhẫn gần người Lăng Hàn sử dụng thuật trục xuất, trong khoảnh khắc hắn lại hiện hình. Hiện giờ Lăng Hàn nắm giữ thuật trục xuất, dị không gian này cực kỳ ổn định, ít nhất một kích của trường Tôn Lương không thể đánh mở. Lăng Hàn đã lao tới trước mặt trường Tôn Lương, nắm đấm đập vào đối phương. Trường Tôn Lương hừ lạnh một tiếng, thuẫn thiết, hai tay trường Tôn Lương đẩy tới trước chặn lại cú đấm của Lăng Hàn. Lăng Hàn bị bất ngờ, hắn không thể một đấm đánh nát phòng ngự của trường Tôn Lương, đối phương hơi bị mạnh. Trường Tôn Lương thừa dịp đánh trả, đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng quét mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn thi triển điện thiểm, người nhanh chóng rút lui tránh thoát một kích kia. Mọi người nín thở nhìn, chỉ vài giây ngắn ngủi Lăng Hàn và trường Tôn Lương chuyển đổi công thủ mấy lần, mỗi lần đến lượt ai chủ công là bọn họ cho rằng người kia sẽ không đỡ nổi. Kết quả hoàn toàn trái ngược, người thủ không chỉ chặn lại còn thừa dịp đánh trả hai người thật đáng sợ, quá mạnh, trường tôn lương mạnh là nằm trong dự đoán, thiên tài như vậy đặt trong phó ra cũng khó tìm đối thủ ngang ngửa khi cùng dai. Nhưng sao lăng hàn cũng mạnh vậy, không hợp lý, sảng khoái, trường tôn lương rực cháy đấu trí, từng đợt tiên thuật liền mạch, hầu như quy tắc gì cũng xem qua, không biết gã chủ tu là quy tắc nào. Lăng hàn nắm giữ tiên thuật cũng nhiều, đánh hăng máu hắn vận chuyển ra đại thần thông bất động minh vương kim thân, sáu tay cùng hiện vận chuyển mấy môn tiên thuật, sức chiến đấu tăng vọt gấp 10 lần, Trường Tôn Lương không nương tay nữa, mái tóc đen chĩa lên trời, một người nhỏ bé đi ra từ giữa chán gã, chỉ cỡ nắm tay, người tí hon múa thần kiếm chém vào Lăng Hàn. Đừng thấy người tí hon, kiếm nhỏ nhưng khiến Lăng Hàn hết sức kiêng rẻ. Bị thần kiếm chém thì tiêu, hắn thậm chí không muốn dính phải kiếm quang. Có người hoảng sợ la lên, đó là Tán Quỷ Kiếm, Tán Quỷ Kiếm không phải bảo khí thật sự mà là một môn bí thuật, truyền thuyết Trường Tôn Lương lấy trong một cổ tích, chỉ nhân tài như gã mới có thể tu luyện bởi vì lúc vào cổ tích thần hồn của trưởng tôn lương được một thứ cổ xưa giá cố hoặc dung hợp tóm lại các đại năng hắc nguyệt giáo không rõ ràng nói chung sau khi luyện thành tiên thuật giữa chán sẽ xuất hiện một người tí hon tay cầm song kiếm uy lực vô cùng đáng sợ nếu bị chém chúng sẽ bị chém chết linh hồn tiễn người xuống địa phủ có thể chôn cả quỷ chứ nói gì là người tán quỷ kiếm ra mỗi người cảm giác phập phồng lo sợ như có thanh đao gác trên cổ tùy thời sẽ tồi hồn đoạt mệnh bọn họ đều không kiềm được kích phát ra nguyên lực hộ thuẫn nhưng vẫn cảm thấy không đủ bảo hiểm, hận không thể bày mấy trăm trận pháp xung quanh. Trường Tôn Lương lao tới, người tí hon dẫn đầu múa xong kiếm chém ra từng luồng kiếm quang hoa lệ. Lăng Hàn ấn tay, cực giả dạ chi ám mở ra nhốt trường Tôn Lương. Vèo, người tí hon không bị ảnh hưởng, lao ra khỏi hắc ám, xong kiếm chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn đấm một cú, nhưng người tí hon vạn pháp không dính, không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục dơ kiếm chém. Đó là thần hồn biến thành, không bị lực lượng thuần túy ảnh hưởng. Lăng Hàn mỉm cười, ngạo khí dâng lên, thế thì so về thần hồn đi. chương 1832, hóa thủ thành bạn. Xoẹt, lôi quang dâng lên quanh người Lăng Hàn, xem kỹ thì không phải thực chất mà là lôi hệ quy tắc diễn hóa ra ảo ảnh. Lăng Hàn đã luyện hóa rất nhiều dịch lôi kiếp, có thể nói công kích mạnh nhất dưới tiên cấp. Lúc trước Lăng Hàn uống dịch lôi kiếp không chỉ đánh mạnh vào thân xác cũng rèn luyện thần hồn. Mỗi lần uống dịch lôi kiếp tham mộ lôi hệ quy tắc là thần hồn của hắn trải qua thử thách thần hồn của lăng hàn được bất diệt thiên kinh rèn luyện cứng rắn biết bao vững vàng chặn lại lực lượng cuồng bạo của thiên kiếp bây giờ thần hồn của lăng hàn mang theo lực lượng thiên kiếp đến đây đi lăng hàn động ý niệm thần hồn hóa thành người tí hon giống hắn y như đúc hai tay thành nắm đấm nghênh hướng người tí hon cầm kiếm bùm 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 hai người tí hon đại chiến bởi vì đều là thần hồn chúng nó có thể giao phong đây là chiến đấu khác lạ nguy hiểm hơn vì do thần hồn biến ra tuy không là trọn vẹn thần hồn nhưng nếu bị thương sẽ gây tổn thương lớn cho bản thân. Trường tôn lương hú dài, gã phá mở hắc ám xuất hiện. Làm thánh tử của một giáo, vương giả trẻ mấy vạn ức năm mới ra một người, sao trường tôn lương dễ dàng bị nhốt được. Lăng hàn sông lên kịch chiến với trường tôn lương, rõ ràng là hai người nhưng tách thành hai chiến trường, bên nào cũng đánh cực kỳ kịch liệt, vô cùng nguy hiểm. Thần hồn là linh của thân thể, không có thần hồn thì võ giả là cái xác rỗng. Thân thể là vật dẫn của thần hồn, mất thân xác thần hồn là bèo không dễ, không được gì. Mọi người nhìn dựng đứng lông tơ, bọn họ mà bị công kích của Lăng Hàn hay trưởng tôn lương đánh chúng một phát, hay hai người tí hon chém chúng một nhát là cơ thể nổ nát ngay, hoặc linh hồn bị chém chết. Nói tóm lại nếu kêu bọn họ lên sân thì không biết chết bao nhiêu lần. Lăng Hàn và trưởng tôn lương liên tục tung ra tuyệt chiêu. Hai người đều tu luyện mỗi cảnh giới dưới tiên cấp đến trình độ hoàn mỹ vô tận, nên sức chiến đấu mạnh mẽ khiến người không thể tưởng tượng, ngang tải ngang sức lang hàn dung hợp quy tắc hai giới trong cổ giới khiến sức chiến đấu của hắn khi ở sáng thế cảnh hơn xa người khác trường tôn lương có ưu thế hơn một tiểu cảnh giới hiện tại không biết tu ra mấy trăm ước ngôi sao về lực lượng chiếm ưu thế tuyệt đối hai người ai cũng có sở trường riêng triệt tiêu nhau đánh túi bụi bọn họ là kình địch khó gặp đánh một hồi nảy ra ý tiếp tài nhau nhưng hai người quá kiêu ngạo dù sau trận chiến sẽ bắt tay giảng hòa nhưng phải phân ra cao thấp đã ta mới là mạnh nhất kiếm quang ngút trời tiên pháp diệu thế. Trận chiến đấu này không kéo dài quá lâu, vì rất nguy hiểm, hở chút là tổn hại nặng người. Chỉ nửa canh giờ hai người lắc mình tách ra, bản thể chiến đấu không phân ra thắng thua nhưng người tí hon thần hồn thì đều cho nhau một nhát. Lăng hàn trúng kiếm, người tí hon trưởng tôn lương bị đấm trúng. Thần hồn cùng bản thể gắn liền với nhau, mặt trưởng tôn lương trắng bệch hộp ngụm máu, vẻ mặt ủ rũ. Lăng hàn dùng mình, nhưng thần hồn của hắn lấy bất diệt thiên kinh tôi luyện nên chịu đòn giỏi hơn, chỉ hơi khó chịu rồi qua. Nhưng đánh nhau với trưởng Tôn Lương đã sinh ra tình nghĩa, Lăng Hàn muốn chừa mặt mũi cho đối phương nên cưỡng ép phun ngụm máu để sắc mặt mình tái nhiều. Trưởng Tôn Lương đè vết thương xuống, cười với Lăng Hàn. Trận chiến này xem như ngang tay đi, thật ra trưởng Tôn Lương còn đại chiêu chưa thi triển, nhưng sẽ phải trả giá rất đắt, người chết hoặc ta mất, hoàn toàn liều mạng. Trưởng Tôn Lương đã có hảo cảm với Lăng Hàn, gã sẽ không vì thắng thua mà làm như vậy. Lăng Hàn mỉm cười nói, được, trưởng tôn lương đi tới nhiệt tình khoác vai lăng hàn đi uống rượu uống rượu hai người cười lớn đi hướng đại điện mọi người khó hiểu mới rồi còn đánh nhau ước gì giết đối phương sao giờ choàng vai bá cổ bằng hữu tốt không xem hiểu vì bọn họ không biết nối cô đơn của thiên kiêu vương giả khó tìm được đối thủ cùng dai giờ gặp một người có thể đánh một trận thì hưng phấn biết bao nữ hoàng lộ vẻ bất mãn người tính cướp nam nhân của ta nữ hoàng bước nhanh đi tới Trưởng Tôn Lương chú ý thấy, cười nói, đệ muội vừa rồi ta lỗ máng, có chỗ nào đắc tội xin. Vèo, nữ hoàng không đợi trưởng Tôn Lương nói xong đã chộp tay gã hất ra, kéo tay lăng hẳn ôm eo mình như đang tuyên bố nam nhân này thuộc về nàng. Mọi người xem ngây người, cái này cần thực lực khủng bố cỡ nào. Tuy trưởng Tôn Lương bị thương, không ngờ nữ hoàng sẽ ra tay, nhưng hất gã ra ngoài. Có người thứ hai làm được không? Mỹ nữ bí ẩn này mới là đệ nhất cao thủ dưới chảm trần. Về điều này thì Lăng Hàn cũng công nhận, giờ hắn có dựa vào khí lực mạnh mẽ cũng chỉ đánh ngang tay với nữ hoàng, dù sao hắn thấp hơn nàng một tiểu cảnh giới. Chờ khi Lăng Hàn đặt chân vào thánh vương vị thì nữ hoàng và trưởng Tôn Lương liên hợp lại mới chân áp hắn được. Trưởng Tôn Lương nhe răng bỏ dậy, mặt treo nụ cười khổ, gã không giận, rất khó giận nữ hoàng. Trưởng Tôn Lương rất kiêu hãnh, vì gã là thánh tử của Hắc Nguyệt Giáo, là vương giả khoáng thế, kiêu ngạo là bình thường. Cộng thêm người bình thường khó lọt vào mắt xanh của trưởng Tôn Lương. Nhưng bên trong trưởng tôn lương là người rất cô đơn, vì mọi người thấp hơn gã một bậc làm sao quen bằng hiếu. Lăng hàn không phân thắng thua với gã, nữ hoàng mạnh hơn gã, điều này làm trưởng tôn lương giấy lên chiến ý, cũng nhận hai người là chi giao. Nhưng nữ hoàng ghen lớn quá, trưởng tôn lương đành điều chỉnh vị trí của hai người ngồi đối diện gã, không dám yêu cầu ngồi cạnh lăng hàn, sợ lại bị nàng ném ra ngoài. Trưởng tôn lương vẫn cần chú ý mặt mũi, tiệc rượu tiếp tục. Qua trận đại chiến lúc trước bọn họ đều say mê thật lâu không thể bình ổn nỗi lòng. Đan Ngọc Tính, Nguyên Hưng bình biểu tình cay đắng, chỉ một cuộc chiến đã đặt vững địa vị của Lăng Hàn, vương giả như vậy ai có thể đánh bại hắn trong trận so tài. Đừng nói 10 người, hơn 200 đội lao lên đánh hội đồng có xử hắn được không còn là dấu chấm hỏi. Chỉ có thể kỳ vọng đừng gặp Lăng Hàn quá sớm, không thì sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Uống rượu một lúc rồi Trưởng Tôn Lương và Lăng Hàn tham khảo võ đạo. Trưởng Tôn Lương đúng là thiên tài, nếu bảo gã có điểm nào thua lăng hàn thì đó là không tu luyện bất diệt thiên kinh, không có cơ hội dung hợp quy tắc hai giới trong cổ giới. Nhưng về lĩnh ngộ đại đạo trưởng Tôn Lương có hiểu biết riêng, dẫn dắt lăng hàn nhiều. chương 1833, Lão Tổ Đồng Gia xin lỗi. Thảo luận mấy canh giờ, người xung quanh không hề mất kiên nhẫn. Đây là tâm đắc phó đạo của hai vị vương giả, bọn họ không hiểu được cũng không sao, miễn là nhớ kỹ, sau này tiêu hóa một chút cũng có ích lớn. Tiếc rằng lang huynh đệ bây giờ chưa đến Thánh Vương, chỉ còn hơn một năm, không theo kịp trảm Trần Uyên mở ra. Trường Tôn Lương vô cùng tiếc nuối nói, đất trảm Trần nhớ lựa chọn cẩn thận, trảm Trần ở nơi khác nhau sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu ngày sau. Nên thà chờ ngàn vạn năm chứ đừng sốt ruột bước ra một bước này. Đây là lời vàng ngọc, không phải trường Tôn Lương không muốn Lăng hàn đột phá trảm Trần trễ hơn mình ngàn vạn năm mà thật lòng lo cho hắn. Lăng hàn cười cười, hắn có tự tin trong vòng một năm rưỡi chẳng những đột phá đến Thánh Vương còn tích lũy đầy đủ, đủ để chạm chân. Bởi vì Lăng Hàn có luân hồi thụ, người ta là hơn một năm, Lăng Hàn là mấy vạn năm, dư giả. Nữ hoàng không hề lo lắng, nàng luôn tràn ngập niềm tin vào Lăng Hàn. Thanh niên tóc đỏ đã tỉnh lại, trải qua chữa trị đã có thể đi đứng bình thường, nhưng không thể đánh nhau nữa. Tuy xương bị tạm thời gắn liền nhưng nếu đánh nhau sẽ lại gãy. Đột nhiên ngoài đại điện xôn xao, thanh niên tóc đỏ chạy nhanh ra xem xét. Nơi đây là đảo Tiên Vân, ai dám gây rối Lát sau thanh niên tóc đỏ trở về nói với trưởng Tôn Lương. Thánh tử đại nhân, lão tổ đồng ra tự mình đến chơi, muốn xin lỗi đại nhân. Hậu nhân nhà mình bị giết, làm trưởng bối còn phải đến xin lỗi. Đương nhiên rồi, trưởng Tôn Lương là thánh tử, tương lai sẽ trở thành giáo chủ của Hắc Nguyệt Giáo. Đồng lâm dám giã chiến trên đảo Tiên Vân, có bị trưởng Tôn Lương oanh giết cũng đáng đời. Vì tránh cho bị họa tới, lão tổ đồng gia phải tự mình xin lỗi trưởng tôn lương ngẫm nghĩ nói mời trưởng tôn lương dù là thánh tử nhưng phải nể mặt một vị lão tổ tứ trảm thanh niên tóc đỏ gật đầu lại chạy ra ngoài truyền đạt ý của trưởng tôn lương qua một lúc thấy một nam nhân trung niên bước nhanh đến tuy đã thu lại khí thế nhưng nơi đi qua người xung quanh không kiềm được nín thở cảm giác trời sắp sập đây chính là lão tổ đồng gia vì bước vào trảm trần có thọ nguyên vô hạn tự nhiên sẽ không giả đi nên lúc đột phá chạm trần bộ dạng gì thì luôn giữ hình dạng đó. Trừ phi bị thiên nhân chi ách mới già khú đế, bệnh tật quấn thân. Xem bộ dạng lão tổ đồng ra là biết có thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, đột phá lúc trẻ tuổi, như vậy. Trường Tôn Lương đứng lên, chắp tay chào. Đồng lão, đối phương là trưởng lão tứ tinh, địa vị trong giáo tuy không bằng trường Tôn Lương nhưng ở giáo lâu năm, thực lực bày ra đó, phải cho người ta mặt mũi. Lão tổ đồng ra chắp tay cao giọng nói, kính chào thánh tử hai người khách sáo một phen lão tổ đồng gia nói rõ ý đổ đến mắng đồng lâm thúi đầu tỏ vẻ trường tôn lương giết hay lắm tiêu diệt một đứa không nên thân thay cho đồng gia lão tổ đồng gia xin lỗi nhiều lần mới xin phép đi lúc sắp đi lão tổ đồng gia mang theo liễu mộ vũ có lẽ vì muốn chút giận lên nữ nhân này một cây làm chẳng nên non đồng lâm muốn giã chiến người không biết thả chết không theo sao lang hàn không hề đồng tình với cái chết của đồng lâm nhưng liễu mộ vũ sẽ khai sự thật ra hắn lại thêm một kẻ địch trưởng tôn lương giết người nhưng đồng ra dám trả thù gã không đương nhiên là tìm lăng hàn một ngày sau tiệc rượu tàn trưởng tôn lương lệnh cho thanh niên tóc đỏ tự mình lái xe đưa lăng hàn nữ hoàng về đủ thấy quy cách rất cao chờ mọi người trở lại việc xảy ra trong tiệc rượu truyền khắp khắc nguyệt giáo hễ là gia tộc trảm trần đều nghe tiếng lăng hàn nữ hoàng trong trạm dịch chỉ có số ít vài đội biết lăng hàn mạnh mẽ đến mức nào bọn họ không đồn rộng rãi các thế lực lớn điều tra lai lịch của lăng hàn và nữ hoàng thiên tài như vậy sao bỗng nhiên chui ra được trước khi chưa rõ ràng tình huống các thế lực lớn không dám đưa ra điều kiện chiêu lãm lỡ hai người này là thánh nữ thánh tử của đại giáo thì ngươi chẳng khác nào tên hề lăng hàn nữ hoàng về chỗ ở nhóm mạo thư ngọc chạy tới hỏi thăm tình huống đảo nổi đối với bọn họ là cấm địa nhưng càng không đi được càng khiến người tò mò lăng hàn buồn cười đám người này ở trong mắt người khác là thiên tài thế mà tò mò như con nít Đừng nói bọn họ, Long Cao Phi cũng rất tò mò, muốn hỏi cho rõ. Khi Lăng Hàn, nữ hoàng quay về Long Cao Phi giả bộ tình cờ đi ngang qua, hắn thấy thế thầm lắc đầu. Lại qua một ngày, trưởng Tôn Lương chạy đến tham thảo võ đạo với Lăng Hàn, khiến Long Cao Phi cực kỳ kích động. Thánh tử Hắc Nguyệt Giáo, giáo chủ tương lai, nếu thương Nguyệt Thành, không, nếu Long ra có thể làm quen được thì giàu to. Long Cao Phi vốn định trở về suối tử đệ Long ra theo đuổi nữ hoàng, nhưng giờ gã đổi ý, giá trị của Lăng Hàn lên cao làm gã cực kỳ chú trọng. Long Cao Phi nói, các ngươi từ từ nói chuyện, nói bao lâu đều được. Lão Phu sẽ canh chừng thời gian, sẽ không bỏ lỡ tỷ thái Long Cao Phi tự mình đóng cửa lại, lão già cười tâu tué, nhưng mới đến viện thì bùm một tiếng cửa bị đá ra, một lão nhân biểu tình tức giận xông vào. Long Cao Phi sầm mặt xuống, dám đá cửa nhà bọn họ. Không biết thánh tử đại nhân cũng ở đây sao? Nếu đụng chạm thánh tử thì ai chịu trách nhiệm này? Long Cao Phi quát to, to gan, lão nhân vào cửa biểu tình đầy sát khí nhìn lướt qua Long Cao Phi, thản nhiên nói. Kêu ác tử lăng hàn đi ra, Long Cao Phi nghe vậy biểu tình quái dị, tiểu tử này thật biết gây sự, lúc trước Long Cao Phi dặn dò bao nhiêu lần phải hết sức điệu thấp, đừng gây chuyện thị phi. Giờ thì hay rồi, âm thầm quen thánh tử làm bằng hữu, ít ra đây là việc tốt, nhưng người trước mắt tuyệt đối không phải tìm lăng hàn uống trà. Người này, rất mạnh, Long Cao Phi nhướng mày hỏi, nhị trảm, Lão nhân kiêu ngạo nói, đồng gia, đồng kim vân, đồng gia nghe liếu mộ vũ nói đã biết sự thật, ai nấy tức chết. Thì ra đồng lâm chết oan như vậy, càng hại một vị lão tổ tứ chảm thấp cổ bé họng xin lỗi một sáng thế cảnh. Dù trường tôn lương là thánh tử nhưng vẫn rất nhục, vì gia tộc, lão tổ đồng gia nhịn, lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng không ngờ rằng tất cả là bị người thiết kế, tiểu nhân vật thành nhất tinh bình thường hại chết tộc nhân của đồng gia, còn khiến lão tổ đồng gia cúi đầu xin lỗi, thù này không trả thì đồng ra lăn lộn làm gì nữa. chương 1834 là quý khách nào? Nên đồng Kim Vân đến đây, đồng Kim Vân là cường giả nhị trảm, đủ sức chân áp Long Cao Phi. Nếu kéo tới quá rầm rộ là rất xem trọng lăng hàn. Long Cao Phi chắp tay nói, thì ra là đồng đại nhân, trảm trần có bốn cảnh, đó là Sơn Phong, Sơn Phong đỉnh khác nhau có địa vị hoàn toàn khác. Nên đừng nhìn hai người kém một tiểu cảnh giới, bàn về địa vị, thực lực thì cách biệt lớn kinh người. Đồng Kim Vân âm trầm nói, bớt nói nhảm đi, kêu ác tử lăng hàn đi ra. Dám lừa đồng ra bọn họ, ăn gan hùm rồi. Hôm nay đồng Kim Vân quyết phải oanh giết lăng hàn, cho mọi người biết uy nghiêm của đồng ra không thể xâm phạm. Long Cao Phi tràn đầy tự tin mỉm cười nói, lúc này lăng hàn đang cùng một vị khách quý, e rằng không tiện đi ra gặp đại nhân. Hả, đồng Kim Vân trợn tròn mắt, nực cười, một tiểu tử sáng thế cảnh bình thường làm gì có khách quý nếu có khách quý thì lai lịch lớn hơn lão sao, hèn gì dám thiết kế hãm hại đồng gia bọn họ, tiểu tử này rất kiêu ngạo. Không, không chỉ là ác tử kia kiêu ngạo, lão già này cũng vinh váo thật, không thì sao dạy ra loại tiểu bối này. Đồng Kim Vân âm trầm hỏi, áp lực như núi, người đang qua loa với bổn tòa, đồng Kim Vân chừng mắt một cái có thể làm sáng thế cảnh nhũn chân, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng Long Cao Phi dù không đánh lại nhưng dù gì là cường giả nhất chảm, nói sao cũng không thể bị một ánh mắt hù sợ được long cao phi cười nói không dám lăng hàn thật sự đang cùng một vị khách quý đồng kim vân hừng hực lửa giận a à, vậy bổn tọa muốn nhìn xem khách quý này quý cỡ nào đồng kim vân thầm quyết định lát nữa đánh luôn khách quý đó khách quý gì chỉ là cặn trong mắt đồng kim vân lão sải bước đi tới long cao phi không ngăn được đành theo sau dầm đồng kim vân không cho long cao phi chỉ dẫn căn phòng nào của lăng hàn trực tiếp đá từng cánh cửa căn phòng thứ nhất vệ ba mặt không biểu tình căn phòng thứ hai tần hận ngọc mặt không biểu tình căn phòng thứ ba mọi người đều nghe thấy đối thoại bên ngoài nên đã chuẩn bị tâm lý không hoảng hốt lúc đá căn phòng thứ sáu thì đinh khiếu trần vẻ mặt ai oán gã rất vô tội gã là đối địch lăng hàn nhưng bị hắn liên lụy vào oan chết mất đinh khiếu trần thầm cầu nguyện tốt nhất là đồng kim vân một bàn tay đập chết lăng hàn đi chỉ còn căn phòng cuối cùng dầm cửa phòng bị đá vang lộ ra ba người ở trong phòng hai nam một nữ ngồi đối diện nhau nhâm nhi trả nói chuyện các người bình tĩnh thật, đồng kim vân hừ lạnh một tiếng, vị khách quý kia, xoay người lại để bổn tọa nhìn xem. Trường Tôn Lương nghe lời xoay người, mặt không biểu tình nhìn đồng kim vân. Đồng kim vân kinh kêu, thánh, thánh tử, biểu tình của đồng kim vân rất đặc sắc, đủ mọi màu sắc khiến người không thể tưởng tượng mặt con người sẽ có nhiều sắc màu và tốc độ nhanh như thế. Trường Tôn Lương mỉm cười nói, bây giờ người đã thấy bản thánh tử rồi, người muốn sao? Tuy trưởng Tôn Lương chỉ là sáng thế cảnh nhưng thân phận đặt ở đó là báu vật của Hắc Nguyệt Giáo, gánh vác hy vọng của các đại nhân vật. Nếu trưởng Tôn Lương bị thương, dù chỉ rách ra tay cũng là trời sập. Một vị cường giả phân hồn ra tay đủ san bằng đồng ra, mãi mãi biến mất trong lịch sử. Đồng Kim Vân hối hận thắt ruột, lão đâu ngờ khách quý kia là trưởng Tôn Lương. Một tiểu nhân vật thành nhất tinh sao có thể làm quen với thánh tử Hắc Nguyệt Giáo. Hơn nữa trưởng Tôn Lương tự mình đến bái phỏng lăng hàn thì càng khó tin hơn nữa. Đồng Kim Vân chỉ có thể xin lỗi. Lão Hủ không biết thánh tử ở đây, đã đắc tội, xin thánh tử thứ tội cho. Lỡ trường Tôn Lương quyết tâm muốn bắt chẹt đồng ra thì dù đồng ra có là một phần tử của Hắc Nguyệt Giáo cũng tiêu. Trường Tôn Lương thản nhiên nói, nếu bản thánh tử không ở đây thì ngươi có thể không kiêng nể gì phá cửa vào sao. Đồng đại nhân có biết đây là chỗ của thánh giáo chứ không phải tài sản riêng của đồng gia. Câu này nói nặng, đồng kim vân sợ hãi quỳ xuống bất chấp mặt mũi. Nếu trưởng Tôn Lương muốn đào sâu vào thì không phải chuyện của riêng đồng Kim Vân mà tai họa nguyên đồng ra. Xin thánh tử đại nhân thứ tội, trưởng Tôn Lương không giận không cười, bình tĩnh bày ra năng lực khống chế của người bề trên. Cửa nơi này bị người phá thì hãy sửa lại hết, đồng đại nhân có chịu phục, đồng Kim Vân vội cúi đầu nói, phục, thánh tử đại nhân dậy rất phải, lão hủ chịu phục. Lăng hàn tặc lưỡi xem, hắn có nên làm ra một danh hiệu thánh tử hù người chơi. Trưởng Tôn Lương phất tay nói, đi đi. Đồng Kim Vân lật đật bò dậy, ngoan ngoãn sửa cửa. Nhìn lão nhân động tác chúc chắc gắn lại cửa bị hỏng mà mọi người cứng học, mắt sắp mù. Long Cao Phi thầm sướng, coi đó, lúc trước người kiêu ngạo lắm mà. Vênh vào nữa đi, đồ ngốc, sửa cửa xong Đồng Kim Vân xin lỗi trưởng Tôn Lương sau đó chuồn mất. Trưởng Tôn Lương cười nói, Lang huynh đệ, ta cũng nên đi, trước tiên chúc mừng ngươi được đệ nhất tỷ võ lần này. Tuy còn mấy ngày mới bắt đầu tỷ võ, nhưng kết quả là ván đã đóng thuyền trường tôn lương đứng dậy chợt ho khan phun ra ngụm máu đen lăng hàn nhướng mày nói trường tôn huynh còn chưa lành vết thương lúc trước thần hồn của lăng hàn và trường tôn lương giao phong mỗi bên ăn một đòn lăng hàn không bị gì nhưng trường tôn lương không biến thái như hắn thần hồn bị tổn hại nặng trong một chốc không khỏe lên được hơn nữa thần hồn rất khó dùng dược thạch điều trị may mắn đây là tiên vực thánh dược nhiều như nấm mọc sau mưa nghỉ ngơi mấy tháng là khỏe không lo ảnh hưởng chuyến đi trảm trần uyên sau hơn một năm nhưng trong mấy tháng tiếp theo sức chiến đấu của trưởng tôn lương tuyệt đối không đến trạng thái tốt nhất may mà gã vốn là vương giả dù chỉ có thể phát huy một nửa sức chiến đấu cũng có thể càn quét tất cả sáng thế cảnh trưởng tôn lương lắc đầu nói năng lực phục hồi của ngươi khiến ta hâm mộ hai bên đều bị trúng một cú nhưng lăng hàn hoạt bát khỏe mạnh không có chút gì là bị thương trưởng tôn lương vừa đi thì lăng hàn lộ biểu tình quái dị hắn đã chạm đến ngưỡng cửa đột phá luận đạo với đối phương có ích lợi rất lớn đặc biệt trận chiến đỉnh cao mấy hôm trước khiến hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, chờ tiêu hóa hết đống kinh nghiệm này hắn sẽ bước ra một bước cuối cùng phạm trù cấp thân. chương 1835, rốt cuộc thành thánh vương. Lang Hàn đi núi rừng không bóng người nghinh đón thiên kiếp. Âm 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 âm, lôi vân dày đặc, thiên kiếp trong tiên vực mạnh hơn cổ giới rất nhiều, giới hạn cao nhất đến tiên vương cảnh. Lang Hàn không dám cản rỡ, ngoan ngoãn nhận thiên kiếp tẩy luyện, hắn không lao vào trong lôi vân sau khi bước vào tiên vực thì thiên kiếp của lăng hàn bình thường rất nhiều bởi vì có rất nhiều yêu nghiệt như hắn ở trong này nửa ngày sau lăng hàn độ qua thiên kiếp thần cốt thêm một tầng lâu phá bán cách đạt đến độ cao chuẩn tiên kim nhất tinh sức chiến đấu hiện tại của lăng hàn kém hơn sa cường giả nhất chảm nhưng lão tổ nhất chảm không dễ giết hắn chỉ có thể dùng quy tắc từ từ luyện hóa muốn đánh bị thương lăng hàn thì ha ha sáng thế cảnh không có cực cảnh tu ra mấy trăm ước ngôi sao trở lên là vì không thể đột phá chảm trần mà kệ ngươi tu số lượng ngôi sao nhiều cỡ nào sau khi vào trảm trần cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trong đẳng cấp tiểu thế giới võ giả chủ tu lực lượng, bởi vì quy tắc không thể chạm đến. Vào cổ giới, thần hồn cường đại tăng lên, thần hồn cường đại tức là nắm giữ quy tắc. Nắm giữ quy tắc càng cường đại thì thần hồn càng ổn định. Đến tiên cấp địa vị quy tắc vượt rất xa lực lượng, đây là mới là điểm mạnh nhất của tiên nhân. Thân thể của ta bị hủy thì đổi thể xác khác, sức chiến đấu sẽ không bị ảnh hưởng bao lớn đương nhiên không phải thể xác hàng thùng thì có vấn đề thích ứng sức chiến đấu không bị ảnh hưởng gì mấy nhưng có lẽ bị chặt đứt đường lên trên bởi vậy dù huyết mạch cơ thể kém mấy không võ giả nào muốn từ bỏ đổi thân thể mới lăng hàn hít sâu nói bước tiếp theo là chạm trần chỉ cần bước vào chạm trần là hắn có thể xưng là cao thủ trong tiên vực không giống như sáng thế cảnh mặc kệ lăng hàn biểu hiện xuất sắc đến đâu cũng chỉ có tiềm lực lão tổ chảm trần thọ nguyên vô hạn nhưng chỉ một điểm này là biết để vượt qua bước đó khó khăn cỡ nào trong tiên vực thánh nhân như chó chạy đầy đất nhưng lão tổ trảm trần thì sao thành nhất tinh có mấy chục cái thành nhị tinh có mấy ngàn so với nhân khẩu khổng lồ thì số lượng này ít đến tội hiện giờ trong sáng thế cảnh ai là đối thủ của ta lang hàn sờ cầm, đáng tiếc bị giới hạn cảnh giới nên ta không thể nắm giữ quy tắc tiên cấp không thì ta có thể khắc trận pháp tiên cấp trong người lão tổ nhất trảm cũng sẽ bị chém dù sao đang rảnh Lăng Hàn khắc nhiều trận pháp thánh vương hơn vào thần cốt trong người. Nhưng khắc nhiều trận pháp hơn nữa cũng vô dụng, phát huy ra sức chiến đấu chỉ bằng một phần vạn của hắn. Lăng Hàn ngây người, tổ cha nó rốt cuộc ta mạnh đến mức nào. Lăng Hàn khắc 999 đại trận thánh vương trong người mình nhưng chỉ bằng một phần vạn sức chiến đấu của bản thân. Nếu nhà đầu hổ nữ vẫn là sáng thế cảnh thì tốt rồi, ta có thể luận bàn với nàng, xem thử thánh nữ đỉnh cấp đại giáo có sức chiến đấu thế nào. Côn bằng cung là thế lực cấp tiên vương, hổ nữ dung hợp huyết mạch của cung chủ đời trước hay linh tinh gì đó, chắc chắn là thánh tử thánh nữ đỉnh cấp. Ai, đến tiên vực đã lâu mà không biết côn bằng cung là đông hay tây tiên vực, thật là thất bại. Tiên vực quá lớn, cường giả tiên phủ cảnh như lôi hỏa đại đế chỉ đi khắp lãnh địa mấy vị tiên vương, nơi nhỏ như nhất tinh, nhị tinh nên không biết côn bằng cung ở đây là chuyện thường. Lăng Hàn thì thào, có lẽ đi phó ra rồi ít ra biết côn bằng cung ở chỗ nào. Lăng Hàn về nơi ở, không kiềm được cùng nữ hoàng luận bàn trong hắc tháp, Kết quả nữ hoàng bị buộc phải dùng hết tuyệt chiêu mới miễn cưỡng chặn lại thế công của hắn, vấn đề là Lăng Hàn hoàn toàn không dùng tiên thuật nào. Mạnh đến không tin nổi, lại qua hai ngày, so tài chiến đội chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất thương Nguyệt Thành miễn đấu, vòng hai giúp chúng một đội yếu, mùa trước xếp hạng hơn 200. Nhưng là đội mạnh hay yếu thì có gì khác, bọn họ một đường tiến lên, không đội nào đánh lại bọn họ. Khác biệt ở chỗ Lăng Hàn muốn cho đối phương chống đỡ bao lâu. Sau khi kết thúc so tài tư cách, chung kết bắt đầu, 32 đội rút thăm lại. Đối thủ thứ nhất của Thương Nguyệt Thành là quán quân mùa trước, do Nguyên Hưng Bình dẫn dắt xong cực thành. Mọi người bàn tán xôn xao, nói đội ngựa đen Thương Nguyệt Thành sắp dừng bước. Nguyên Hưng Bình bây giờ qua mấy trăm năm tích lũy chắc chắn mạnh hơn lần trước. Nhưng sự việc phát triển khiến người rất trong mắt, khi hai đội đụng độ thì Nguyên Hưng Bình nhận thua. Lăng Hàn, bây giờ ta không bằng ngươi nhưng từ sáng thế cảnh đến chạm trần vượt một khoảng cách lớn, dù chúng ta đang cách biệt rất lớn nhưng vào trảm trần sẽ rút nhỏ nhiều. Khi đó ta sẽ chiến một trận với ngươi, tuy Nguyên Hưng Bình nhận thua nhưng không đánh mất chiến ý, ngược lại chiến ý của gã như lửa cháy. Lăng Hàn cười phá lên, hắn thích loại cạnh tranh này, dù đến lúc đó không tránh khỏi một trận chiến cũng làm hắn tôn trọng hơn. Lăng Hàn gật đầu nói, vậy ta mong chờ, Nguyên Hưng Bình phất tay dẫn đội đi, ngươi tốt nhất là nhanh lên đi, ta không hy vọng chờ một ngàn vạn năm mới khiêu chiến với ngươi. Nếu Lăng Hàn bỏ qua Trảm Trần Uyên mở ra lần này thì lần sau là một ngàn vạn năm, tuy chỗ khác có thể Trảm Trần nhưng Nguyên Hưng bình tin thiên tài như hắn sẽ chọn Trảm Trần Uyên, dù phải chờ một ngàn vạn năm. Lăng Hàn sờ cầm, tại sao mỗi người đều cho rằng hắn không theo kịp lúc Trảm Trần Uyên mở ra? Bảo vệ ngôi vương quán quân thế nhưng bị loại khỏi cuộc chơi, làm mọi người xôn xao. Là gian lận sao, nhưng cao tầng hắc nguyệt giáo không ai nghĩ vậy, bọn họ biết Lăng Hàn có thể đánh ngang tay với trưởng Tôn Lương thực lực như vậy nếu không thể nhẹ nhàng càn quét thì còn thiên lý không? Lăng Hàn Yếu tức là nói trưởng tôn lương yếu, 16 cường, bát cường, tứ cường, thương Nguyệt Thành không có đối thủ. Đám người biên chiết đều tham gia yến tiệc trên đảo Tiên Vân hôm đó, gặp Lăng Hàn liền tự động nhận thua, căn bản không đánh đấm gì. Nhóm Mạo Thương Ngọc lấy làm lạ, lúc đấu tư cách thì bọn họ còn đánh rất vất vả, sao vào vòng chung kết nhẹ nhàng vậy? Kỳ quặc quái đản, bọn họ càng lúc càng hưng phấn, bởi vì chỉ cần thắng thêm một trận thì bọn họ chính là quán quân. Quán quân, lần trước giành quán quân là ba nguyên năm trước, Mạo Đại dẫn theo đội thương Nguyệt Càn quét vô địch. Nhưng lần đó Mạo Đại ít nhiều gì gặp phải vài đối thủ, đâu như lần này cường đội không chiến đã hàng. chương 1836, người từ Bách Hoành Thành đến. Người đặt cược không ngồi yên, các người rõ là gian lận. Bọn họ báo cáo với Đổ Trang, quá nhiều người phản đối kinh động cao tầng Hắc Nguyệt Giáo, vì thế tin tức trận chiến đảo Tiên Vân truyền ra bình ổn mọi người bất mãn. Hóa ra Lăng Hàn mạnh như vậy, đối thủ trận cuối cùng của nhóm lang Hàn là Thương Diễm Thành của Đan Ngọc Tính. Nữ nhân này rất lợi hại, không còn Nguyên Hưng Bình ngăn cản nàng dẫn dắt đội một đường thế như trẻ tre, giết vào chung kết. Bất đắc dĩ đối thủ của Đan Ngọc Tính cường đại khiến người tuyệt vọng. Lúc chung kết rất nhiều người đến, Thánh tử trưởng Tôn Lương cũng tới nơi. Trường Tôn Lương có lẽ sẽ phát thưởng quán quân cho nhóm Lăng Hàn, không quá phong phú, chỉ được vài khối tinh thạch. Quan trọng là vinh dự, không có mấy người không thấy tự hào vì điều này. Với thế lực dưới quyền Hắc Nguyệt Giáo thì Hắc Nguyệt Thành là thánh địa, giành đệ nhất tại đây, cảm giác vinh diệu đó không thể hình dung. So tài bắt đầu, Đan Ngọc Tĩnh bướng bỉnh không chọn đầu hàng, nàng dốc hết sức chiến đấu. Đan Ngọc Tĩnh dẫn dắt đội diễm thành 10 người tấn công hoa lệ. Nhưng đụng phải lang hàn là bị trấn áp dễ dàng. Một trận tổng chung kết có lẽ là trận chiến thực lực cách xa nhau nhất từ xưa đến nay, chỉ vài giây thắng thua đã rõ. Quả nhiên trưởng Tôn Lương đứng lên, gã tự mình phát giải thưởng cho độ thắng. Một bóng người lao ra, toàn thân bao phủ trong pháp tắc, đại đạo quấn quanh. Hừ, nhiều đại nhân vật kinh kêu, giáo, giáo chủ, đẳng cấp trảm trần đều quỳ xuống. Đây là giáo chủ của Hắc Nguyệt giáo, cường giả cấp thiên hồn. Hắc Nguyệt giáo chủ không quan tâm người khác, chỉ ngước nhìn trời với biểu tình nghiêm túc. Mọi người ngước lên nhìn theo. Mãi qua nửa nén nhang thì thấy một chiếc thuyền to xuất hiện trên bầu trời, đổ bóng ma khổng lồ. Đầu thuyền phất phới cờ thất tinh trong gió. Có người kinh kêu, bách hoành thành, bách hoành thành, thành lớn nhị tinh, cũng dưới quyền phó gia. Phạm vi thế lực của bách hoành thành và hắc nguyệt thành sát nhau nên bình thường khó tránh khỏi xung đột, còn khá là kịch liệt. Bách hoành thành nằm trong tay tiêu gia, đây là một thế lực gia tộc, khác với hắc nguyệt giáo. Nay bách hoành thành đột nhiên phái một chiếc thuyền chạy tới, sắp có đại chiến xảy ra sao? vèo, hai bóng người rơi xuống, dẫn đầu là một tông chủ, ánh sáng đại đạo vòng quanh người lão, tay phải sách một người trẻ tuổi, mãi khi đáp xuống đất lão mới thả người ra. Lão nhân cười nói, thiết huynh, cần gì khí thế rào rạt vậy? Hắc Nguyệt giáo chủ lạnh lùng hỏi, đông lão quỷ, người đến làm cái gì? Lão nhân cười nói, a, tiêu gia ta ra một hạt giống không tồi, mãi không gặp được đối thủ. Nghe nói thánh tử của giáo các ngươi không yếu nên cho hắn đến đây xin dạy. Lão nhân tên Tiêu Đông, một siêu cường giả của tiêu gia, đẳng cấp thiên hồn. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh chắp tay nói, vãn bối tên tiêu thắng, bái kiến đại nhân, tuy đến gây sự nhưng hắc nguyệt giáo chủ sẽ không hàn học với một tiểu bối trước mặt trưởng bối nhà người ta. Hắc nguyệt giáo chủ gật đầu nói, người trẻ tuổi, người muốn khiêu chiến trưởng tôn lương, tiêu thắng đáp, chỉ luận bàn, xin đại nhân thành toàn, khóe môi tiêu thắng cong lên trào phúng, trưởng tôn lương thành danh lâu năm, tiêu gia không thể nào không biết gã mạnh còn dám giết tới kia thì tuyệt đối không phải là tự rước lấy nhục vấn đề là trưởng tôn lương đã là siêu thiên tài vạn ức năm mới ra một tiêu thắng có thể mạnh hơn gã sao khó mà tưởng tượng có lẽ tiêu thắng rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể đến độ cao của thánh tử đúng rồi chỉ cần chống đỡ được vài chiêu dưới tay thánh tử là đủ nổi tiếng đê tiện thật dùng cách này để nhanh chóng nổi tiếng hừ cho rằng chịu đựng được mấy chiêu trong tay thánh tử dễ dàng sao tốt nhất là thánh tử một chiêu diệt hắn để xem sau này còn ai dám đến không mọi người nhỏ giọng xì xầm tiêu đông là cường giả thiên hồn ai dám lớn tiếng trước mặt lão hắc nguyệt giáo chủ cười nhạt vậy sao hắc nguyệt giáo chủ cũng cho rằng đối phương chỉ muốn lấy trường tôn lương ra nổi tiếng hắc nguyệt giáo chủ quay đầu nhìn trường tôn lương nói lương nhi hãy luận bàn một chút với tiểu bằng hữu này đi trường tôn lương cung kính nói rõ thưa giáo chủ trường tôn lương bước nhanh ra ngoài tiêu thắng đi lên trước mấy bước đứng đối diện trưởng tôn lương lăng hàn nghiêm túc nói tình hình không ổn lăng hàn không lạc quan như người khác hắn mơ hồ cảm giác tiêu thắng cực mạnh không thua gì trưởng tôn lương hắn cũng không rõ đơn thuần là trực giác nếu trưởng tôn lương còn ở trạng thái đỉnh cao thì không sao quan trọng là thần hồn đã bị thương không thể phát huy hết sức chiến đấu rất nguy hiểm nữ hoàng không để bụng nàng chỉ quan tâm lăng hàn đừng nói trưởng tôn lương thua một trận gã có bị người đánh chết trước mặt thì nàng cũng không rung động Lăng Hàn đã quan tâm thì nữ hoàng cũng nhìn tiêu thắng kỹ hơn, gật đầu nói. Người này đúng là không yếu hơn trưởng tôn lương, với trạng thái hiện tại của hắn không thể đánh lại. Nữ hoàng nói chuyện bộc trực, nghĩ gì nói đó. Lăng Hàn cao mày, nhưng hắn không thể ngăn cản trận chiến này vì đây không phải tranh đấu trưởng tôn lương và tiêu thắng ai mạnh hơn, đó là hai thế lực lớn va chạm, có lẽ sẽ định vị đại vị của hai người. Bởi vì hai người này sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh thế lực của mình, ai đánh thua sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa cho thế lực đó. Đại chiến sắp bùng nổ, trường Tôn Lương thản nhiên nói, ta tu luyện lâu hơn người mấy năm, ta nhường ngươi ba chiêu đi. Tiêu Thắng nhếch môi cười châm biếm, vậy xin đa tạ, ngươi chỉ có thể đắc ý vào lúc này, chờ ta đánh bại ngươi rồi thì có mà khóc. Trường Tôn Lương khoanh tay đứng, gã tự tin tuyệt đối, dù sao trên thế giới này thiên tài như Lăng Hàn và Nữ Hoàng không nhiều, dù có đi nữa cũng không nên thi nhau nổi lên trong thế lực nhị tinh. Tiêu Thắng không vội vã công kích mà vừa nhìn trưởng Tôn Lương chầm chầm vừa phát ra khí thế. Tiêu Thắng rất mạnh, khí tức màu đỏ tuôn ra từ người gã hóa thành biển cả, có ký hiệu đại đạo trôi nổi. Đây còn là khí thế sao? Như lửa quy tắc, biển lửa, biểu tình của trưởng Tôn Lương thận trọng, đây là một kình địch, không thể khinh thường. Tuyệt đối không kém gì lăng hàn, trưởng Tôn Lương dốc hết sức vận chuyển nguyên lực, gã như kiếm bén ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng lạnh khiếp người, khiến người nghẹt thở. Tiêu Thắng co tay búng phá phong, trong phút chốc một luồng kình phong bắn hướng trưởng Tôn Lương. chương 1837, lại một vương giả. Trưởng Tôn Lương giơ tay ấn, đánh ra, bùm, trưởng Tôn Lương phong lại kình phong này, nhưng nó nổ trong lòng bàn tay gã thành ánh lửa cuồn cuộn dâng lên. Ui, trưởng Tôn Lương bị một kích đánh thụt lùi ba bước, cộp cộp cộp, lòng bàn tay trưởng Tôn Lương chảy máu, biểu tình nghiêm túc. Mọi người xôn xao, một kích kia khiến trưởng Tôn Lương chịu thiệt một chút, ui trà, bọn họ cho rằng tiêu thắng chỉ muốn nương trưởng tôn lương nổi tiếng đúng tiêu thắng xem trưởng tôn lương là đá lót chân nhưng dã tâm của tiêu thắng rất lớn gã không muốn đánh vài cái với đối phương để chứng minh thực lực gã muốn đánh bại trưởng tôn lương chiến thắng một vương giả trẻ tuổi thành danh đã lâu sẽ cho tiêu thắng bay vọt lên trời thay thế vị trí mọi cố gắng trước kia của trưởng tôn lương thành lót chân cho tiêu thắng gã đánh bại trưởng tôn lương một lần là lấy hết vinh diệu của đối phương tiêu thắng ra vẻ kinh ngạc nói Ủa, trường tôn huynh thì ra yếu vậy sao? Tiêu thắng lắc đầu nói. Ngại quá đi, ta tưởng huynh rất mạnh nên vừa lên đã dốc hết sức, không ngờ bị thương huynh. Tiêu thắng nghiêm mặt nói. Chiều sau ta sẽ không dùng sức mạnh như vậy nữa. Đây rõ ràng là chiêu chọc. Trường tôn lương không giận, vương giả tranh đấu không phải quyết định bằng miệng mà là thực lực. Thực lực của trường tôn lương không kém gì đối phương, nhưng mới lên gã đã xem thường tiêu thắng, không ngờ lực công kích của tiêu thắng đáng sợ như vậy. Hay là lúc trước trưởng Tôn Lương tự hứa rồi, nếu không đối phương dồn sức ra đại chiêu gã thừa dịp phản công thì chắc chắn sẽ làm Tiêu Thắng bị thương nhẹ. Ba chiêu là trưởng Tôn Lương tự đào hố cho mình, Vương Giả như gã nói chuyện phải giữ lời, như đinh đóng cột. Tiêu Thắng lại bắt đầu thích xúc đại chiêu, gã không hề thấy xấu hổ vì lợi dụng sơ hở này, dù sao thắng là được, ai cần quan tâm thủ đoạn. Mấy giây sau Tiêu Thắng mới công kích, gã lao lên, ánh lửa hừng hực quấn quanh nắm tay đánh vào trưởng Tôn Lương. Cú đấm đánh ra Lửa dập trời như đổ cơn mưa lửa. Hắc Nguyệt giáo chủ giơ tay khống chế mưa lửa trong phạm vi nhất định, tránh cho tổn thương người bên ngoài. Tiêu Đông lộ vẻ trào phúng, hôm nay lão tới là đến đá quán. Cái gì mà trưởng Tôn Lương, thiên tài vạn ức năm mới ra một, tiêu gia bọn họ cũng có, càng xuất sắc hơn. Trưởng Tôn Lương hét dài mở ra hộ thuẫn trước mặt, vì lời hứa, trưởng Tôn Lương phải nhường ba chiêu nên đành phòng thủ và né, không thể công kích, đẩy mình vào thế tuyệt đối bất lợi. Tiêu Thắng cười phá lên đánh tới nắm tay hóa thành cái miệng lửa gầm giống cắn trường tôn lương. Bùm, trường tôn lương bay ra khỏi lửa, hộ thuẫn quanh người nứt ra từng cái khe rồi vỡ nát. Mãi luôn phòng thủ thì sao đỡ nổi công kích của vương giả. Lấy công đấu công mới là cách hóa giải tốt nhất, biểu tình trường tôn lương nghiêm túc, tuy gã chặn lại hai chiêu nhưng tình huống cực kỳ tồi tệ, cơ thể đang sôi trào, ngụm máu sắp trào khỏi học. Phải đỡ thêm một chiêu, vẻ mặt tiêu thắng quan tâm hỏi, trường tôn huynh có khỏe không? nhưng trong mắt tiêu thắng tràn đầy châm biếm, gã cố ý. Người khó chịu thì đánh ta đi, tiêu thắng tiếp tục châm biếm, chật chật chật, lời đồn hại chết người, thì ra trưởng tôn huynh chỉ có thế, làm ta uổng công mong chờ cho rằng sẽ gặp đối thủ tốt, không ngờ không chịu nổi một kích. Trưởng tôn lương thở ơ, công phu tu dưỡng của gã rất tốt, miễn đối phương không độc miệng bằng lăng hàn thì gã không thèm để bụng. Nếu lăng hàn biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay cười khổ. Trưởng tôn lương thản nhiên nói, bớt nói nhảm đi, Trưởng tôn lương truyền tức giận thành chiến ý, miễn chống trọi qua chiêu này thì gã sẽ mạnh mẽ phản kích, khiến đối phương biết ba chữ trưởng tôn lương có ý nghĩa gì. Vương giả vô địch cùng dai không phải được thổi phồng ra. Tiêu thắng khịt mũi, vậy thì đỡ chiêu thứ ba của ta đi. Tiêu thắng lại tích lũy đại chiêu, lần này trong cơ thể gã tuôn ra lửa hóa thành mãnh thú, lửa nhấp náy xuất hiện con thứ hai, con thứ ba, bốn, năm. Tiêu thắng hóa thân thành hố lửa, vô số hỏa diễm thú xuất hiện mỗi con do ký hiệu đại đạo hình dạng lửa tổ thành nếu bị đụng phải tương đương với bị quy tắc lửa oanh kích tiêu thắng cười phá lên vạn thú bôn đằng tiêu thắng chỉ vào trường tôn lương đi ầm um, trong phút chốc đám hỏa diễm thú lao vào trường tôn lương rõ ràng chỉ là quy tắc diễn hóa nhưng lúc chạy đi phát ra tiếng sấm dậy như có một đội quân đang xông trận trường tôn lương hừ mũi liên tục đấm vào đám hỏa diễm thú trường tôn lương không dám lấy tay thịt trực tiếp đối kháng đám thú quy tắc lửa dùng ánh sáng vàng quấn quanh nắm tay ký hiệu đại đạo nhấp nháy như lưu kim tiêu thắng ở phía xa cười nói trường tôn huynh không biết hỏa có thể khắc kim sao tiêu thắng không tấn công theo nếu không xem như là chiêu thứ tư trưởng tôn lương có thể mạnh mẽ đánh trả tiêu thắng không nhúc nhích nghĩa là ba chiêu chưa xong trưởng tôn lương không thể phản công tiêu thắng muốn thừa dịp này bình ổn nguyên lực dù sao phát ra chiêu vạn thú bôn đằng tiêu hao rất lớn có thể nói tiêu thắng lợi dụng nhưng ba chiêu hoàn toàn thấu triệt trường tôn lương vừa oanh kích vừa cau mày trường tôn lương biết hỏa có thể khắc kim nhưng chỉ cần thực lực của gã vượt qua đối thủ thì không sợ tương khắc ví dụ thủy có thể khắc hỏa nhưng nếu chỉ có giọt nước thì lửa sẽ bốc hơi nước trường tôn lương là vương giả trăm phần trăm trong thế hệ trẻ thực lực có thể nghiền áp tất cả đối thủ nên không cần để ý tương sinh tương khắc thế nhưng thực lực của tiêu thắng không thua gì trường tôn lương khiến gã rơi vào thế bất lợi cao thủ tranh chấp bất cứ nhân tố nhỏ bé nào đều sẽ ảnh hưởng thắng thua cuối cùng Hỏa khắc kim, trong trận chiến vương giả như vậy đúng là chết người. ầm, um, khi vạn thú tuôn ra hết trường tôn lương cũng bị đẩy lùi hơn 30 trường, quần áo có mấy vết khét nhưng đa số còn nguyên. Đây là vì trường tôn lương mặc bảo y, có hiệu quả phòng ngự kinh người. Nhưng dù sao không phải chuẩn tiên khí, không thể nào hoàn toàn chặn lại công kích của sáng thế cảnh mạnh nhất, làm trường tôn lương chật vật không chịu nổi. Vì là trường tôn lương, đổi lại sáng thế cảnh khác dù mặc 10 bảo y cũng bị đốt thành cho ngay. Trường Tôn Lương thở hồn hển, khóe môi dính vết máu, gã chỉ có thể chắn không thể đỡ, cứng rắn đỡ ba đại chiêu của cường giả cùng giai, trừ phi có khí lực biến thái như Lăng Hàn nếu không sẽ bị thương. Chương 1838, Trường Tôn thua, Lăng Hàn lên. Ánh mắt Trường Tôn Lương sắc bén, dù lúc trước đấu trận vương giả đỉnh cao với Lăng Hàn thì gã chưa từng chật vật như vậy. Không phải vì tiêu thắng mạnh hơn Lăng Hàn mà bởi vì đối phương vô sỉ lợi dụng lời hứa của gã. Đây là một vương giả, nhưng càng như kiêu hùng, chỉ cầu đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bốp, 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 tiêu thắng vỗ tay cười nói, ta phải công nhận là trưởng tôn huynh có chút thực lực, ta cứ nghĩ huynh không đỡ nổi ba chiêu nhưng sự thật khiến ta giật mình. Nghe câu đó mọi người rất tức giận, nếu không phải thánh tử đại nhân nói nhường ngươi ba chiêu thì sao có thể rơi vào thế yếu. Nhưng mọi người không thể không thừa nhận tiêu thắng đúng là rất mạnh, dù trưởng tôn lương nhường ba chiêu cũng không đến mức như vậy. Tiêu thắng cười nói, nhưng trưởng tôn huynh, vị trí đệ nhất thế hệ trẻ này huynh ngồi lâu rồi, đã tới lúc nên nhường lại. Tiêu thắng lao lên, gã đã phục hồi đến trạng thái cao nhất. Trường Tôn Lương bị thương, tiêu thắng muốn lợi dụng cơ hội này hạ gục đối phương. Cuộc chiến của hai vương giả trẻ cũng là cuộc chiến giành địa thế của Hắc Nguyệt Giáo và tiêu gia, ai thắng thì người đó chiếm đại thế. Trường Tôn Lương biết điều đó, gã cương ép đè vết thương xuống đánh với đối phương. Lúc này có thể nhìn ra trường Tôn Lương cường đại, dù bị thương thì sức chiến đấu vẫn vô cùng cuồng bạo, không hề yếu thế đánh với tiêu thắng, thể hiện ra cái danh vương giả không phải tùy tiện được phong. Lăng hàn cao mày, nguy rồi, cực kỳ tồi tệ. Trường Tôn Lương vốn bị tổn thương thần hồn, giờ liên tục bị đánh ba đại chiêu, sức chiến đấu nên giảm mới đúng. Nhưng hiện tại sức chiến đấu của trường Tôn Lương dường như trở lại trạng thái cao nhất, đây là vì nguyên nhân gì? Chắc là dùng bí pháp nào đó cưỡng ép dần vết thương xuống. Nếu trường Tôn Lương không thể chiến thắng tiêu thắng trong thời gian ngắn, Hiệu lực bí pháp qua đi thì gã chẳng những trở về nguyên hình, thương càng thêm thương, trạng thái càng tệ. Sử dụng bí thuật như vậy làm sao không trả giá được. Lăng Hàn nhìn ra được thì các đại nhân vật Hắc Nguyệt giáo cũng xem thấu, bọn họ lộ vẻ lo âu. Nếu Trưởng Tôn Lương có thể đại phát thần uy, mấy chiêu hạ gục Tiêu Thắng thì không có vấn đề gì. Nhưng Tiêu Thắng quá mạnh, hoàn toàn không kém gì Trưởng Tôn Lương, hai người quyết đấu ở trạng thái mạnh nhất, khó nói ai thắng ai thua, muốn đấu ra thắng thua trong vòng mấy chiêu. Dù trưởng tôn lương sử dụng liều mạng đại chiêu, chẳng lẽ đối phương cứ phải đỡ sao? Nguy thật, tiêu đông vuốt sâu mỉm cười, lão, tiêu ra, chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lúc trước khắc nguyệt giáo ra một vương giả khiến mấy thế lực nhị tinh xung quanh lo sợ, tuy mọi người đều dưới quyền của phó gia nhưng phó gia chưa bao giờ có quy định bắt bọn họ chung sống hòa bình. Trong tiên vực chiến trường là luật vĩnh hằng không thay đổi. Để trưởng tôn lương lớn lên, không nói đột phá tiên phủ, với tư thái vương giả của gã dư sức càn quét phân hồn, thế thì tiêu gia sẽ nguy hiểm. may mắn bọn họ cũng ra tiêu thắng. đến nay tiêu thắng chưa đầy hai vạn tuổi, thể hiện thiên phú cường đại thì được bị tiêu gia bí mật bồi dưỡng. mãi đến bây giờ lên đỉnh sáng thế cảnh mới xuất thế. trận chiến đầu tiên là với trưởng tôn lương. tiêu thắng là người mới, không chịu áp lực, thua là bình thường. nếu tiêu thắng thắng thì gã sẽ lấy đi vị trí của trưởng tôn lương, trở thành thiên kiêu mạnh nhất đương thời. tiêu gia sẽ mạnh mẽ nổi lên. tiêu đông thầm cười như điên. Hắc Nguyệt giáo gì, phi Trường Tôn Lương cố gắng thăng hoa sức chiến đấu nhưng lòng có dư mà sức không đủ Trường Tôn Lương vốn bị thương Gã cương ép đè vết tương chiến đấu đã miễn cưỡng làm sao từ cơ sở tăng lên sức chiến đấu được nữa Không thể nào, trường Tôn Lương càng chiến càng thấy không ổn Đã bị tiêu thắng đè đầu đánh không có sức đánh lại Cuối cùng trường Tôn Lương hộc máu Đó là thời hạn bí pháp đã qua Gã không kiểm soát vết thương được nữa Bùm, tiêu thắng đấm một cú lưỡi dao lửa bắn ra từ nắm tay của gã cắm phập vào vai trái trưởng tôn lương xuyên thấu qua đây là quy tắc biến thành tràn ngập lực phá hoại trưởng tôn lương đau đớn không chịu nổi hắc nguyệt giáo chủ siết chặt hai nắm tay tiêu thắng không có hành động gì muốn giết người tiêu đồng ở ngay bên cạnh nên hắc nguyệt giáo chủ cố nén xúc động ra tay trận này đã thua không thể thua luôn người ha 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 đây chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ sao tiêu thắng dùng hỏa nhẫn hất trưởng tôn lương lên khinh thường nói đừng chọc ta cười, không mạnh hơn phế vật bao nhiêu. Từ hôm nay trở đi ta mới là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, vương giả duy nhất. Tiêu thắng ném trưởng tôn lương ra ngoài, kiêu ngạo cười, tràn đầy ngông cuồng, cực kỳ huynh hoang. Trưởng tôn lương, sau này gặp ta phải đi đường vòng, nếu không thấy ngươi một lần đánh một lần, đánh tới khi nào ngươi gọi ra ra thì thôi. Tiêu thắng bế nghế người xung quanh, vẻ mặt kiêu ngạo đáng đánh đòn. Như thế nào, các ngươi không phục sao? Không phục thì xuống đây chiến, miễn là sáng thế cảnh thì chấp các ngươi đến bao nhiêu người mọi người tức xì khói nhưng đối mặt vương giả như vậy số người không có ý nghĩa gì chẳng lẽ dùng trận thế ngàn người vạn người đánh bại tiêu thắng có ý nghĩa không chỉ khiến người cười lăng hàn bước ra đón lấy trưởng tôn lương gật đầu nói yên tâm giao cho ta trưởng tôn lương đè cổ tay lăng hàn phun ngụm máu đen sau đó nói cẩn thận thực lực của người đó tuyệt đối không thua ta lăng hàn mỉm cười nói trường tôn huynh không phát hiện ta đột phá sao? Mỡ ơi, đúng thật, trường tôn lương ngây người, vì lăng hàn quá cường đại khiến người bản năng bỏ qua tu vi của hắn. Trường tôn lương chợt nhận ra khi lăng hàn là đại thánh đã có thể đấu ngang tay với gã, giờ tên này bước vào thánh vương còn mạnh đến mức nào nữa? Tuyệt đối là biến thái, mọi người cực kỳ áp lực, tức giận, tuy nơi này không phải mỗi người đều là giáo đồ của Hắc Nguyệt Giáo, nhưng thương Nguyệt Thành hay song cực thành, tất cả thuộc quyền cai trị của Hắc Nguyệt Giáo hắc nguyệt giáo chịu nhục thì bọn họ vẻ vang gì hơn nữa tiêu thắng thật khiến người hận thứ nhất người thắng không vinh quang lợi dụng trưởng tôn lương nhường ba chiêu thứ hai trưởng tôn lương vốn bị thương đánh bại vương giả không ở trạng thái cao nhất có gì hay ho ai có thể đứng ra đánh cái tên kiêu ngạo này một trận đi nhưng trưởng tôn lương trong trạng thái đỉnh cao chỉ có thể đấu ngang ngửa với tiêu thắng còn ai đánh thắng người này chương một làm banh đá tiêu đông cười to bảo không nương tình đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha ha, thiết huynh, xem ra thánh tử của quý giáo tu luyện chưa đủ. Tiêu đông cười nhạt, tiêu thắng phút cuối dùng chiêu thừa thắng truy kích rất khéo, trực tiếp tổn hại nặng trường tôn lương. Lần này đối phương rất có thể phải nuôi hai, 3 năm, sẽ bỏ qua trảm trần uyên mở ra. Thiên kiêu như vậy tuyệt đối sẽ chọn bốc ra tiên cấp trong trảm trần uyên, nếu bỏ lỡ là chờ đợi ngàn vạn năm. Tức là tiêu thắng có thể dẫn trước đối phương ngàn vạn năm. Dù trong ở trong tiên vực ngàn vạn năm là rất dài, đủ để Tiêu Thắng dẫn đầu trở thành cường giả phân hồn đại viên mãn, san bằng hết Hắc Nguyệt giáo. Hắc Nguyệt giáo chủ xanh mặt, pháp tác quấn quanh người gã, không ai thấy biểu tình của gã. Tiêu Đồng vẫy tay với Tiêu Thắng, "Quý giáo đã không có người xuất chiến vậy lão phu đi đây. Đã đủ uy rồi, nên rút đi." Chợt có tiếng quát, "Khoan, một thanh niên chậm rãi bước ra, mỉm cười nói, "Ta tới khiêu chiến, là Lăng Hàn." mọi người trên khán đài lộ biểu tình phấn chấn lúc trước nghe nói lăng hàn từng chiến đấu với trưởng tôn lương không phân cao thấp trưởng tôn lương bị thương là do luận bàn với lăng hàn không ngờ trùng hợp như thế hôm nay gặp một siêu thiên tài lăng hàn đã đấu ngang tay với trưởng tôn lương trưởng tôn lương bị thương thì chắc hắn cũng vậy trận chiến này vẫn rất nguy hiểm tiêu thắng liếc lăng hàn ngươi tiêu thắng khinh thường nói ngươi là ai xứng khiêu chiến với ta tiêu thắng đã đánh bại trưởng tôn lương Thành vua mới trong thế hệ trẻ, ai cũng có thể khiêu chiến với gã sao? Nếu chó mèo gì cũng được thì chẳng phải là tiêu thắng bận chết rồi. Lăng Hàn không giận, dù sao lát nữa đánh gã mềm như chuối. Lăng Hàn cười nói, vừa rồi ngươi nói ai không phục có thể khiêu chiến với ngươi, không giới hạn số lượng. Tiêu Thắng lạnh lùng nói, "A, à, trừ ngươi ra còn có ai không phục?" Lăng Hàn quay đầu hỏi nữ hoàng, "Nương tử, nàng chịu phục không?" Nữ hoàng đầy bá khí nói, "Không phục." dù không phải nể mặt lang hàn thì nữ hoàng cũng không chịu phục nàng kiêu ngạo hơn bất cứ ai lang hàn cười tủm tỉm nói ngươi thấy đấy hai chúng ta không phục nên cùng nhau đánh ngươi được không giống như đang nói hôm nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi rất là tùy ý tiêu thắng dâng lên lửa giận tại sao cái tên này khiến người ghét như vậy chỉ nói mấy câu đã chọc tức gã rồi tiêu thắng liếc qua nữ hoàng lửa giận nhanh chóng xẹp ngay phong thái đó quá động lòng người tiêu thắng lập tức quyết định dù cướp cũng phải mang nữ nhân này về bách hoành thành nghĩ vậy tiêu thắng nói được rồi hai người cùng lên đi lăng hàn cười gian từ từ vòng qua sau lưng tiêu thắng lăng hàn và tiêu thắng nữ hoàng thành điểm tam giác lăng hàn cười nói nương tử chúng ta đem tên này làm banh đá đi nữ hoàng gật đầu nói được suy nghĩ của nữ hoàng rất đơn giản thấy gai mắt là đập chết ngay nhưng lăng hàn muốn chết thì nàng vui vẻ theo Biểu tình của Tiêu Thắng trở nên khó coi, hai người này khinh thường gã tới cỡ nào mà muốn kẹp gã ở giữa làm banh đá. Định liên hợp với nhau sao? Hoàn toàn không phải, là kiểu ngươi đá qua ta đá lại, không khác gì đấu đơn. Đến độ cao như bọn họ không sợ xa luân chiến, nguyên lực như biển, khí huyết vượng thịnh, có đấu mấy chục năm cũng không kiệt sức. Tiêu Thắng tức giận quát, cái miệng rất tiện, xem ta xé nó đây. Tiêu Thắng nhảy người lên lao vào Lăng Hàn, thấy Tiêu Thắng xông tới, Lăng Hàn đấm một cái nương tử đỡ banh bùm tiêu thắng bị đánh bay với thực lực hiện tại của lăng hàn thì nữ hoàng và trưởng tôn lương liên hợp cũng không đánh lại hắn tiêu thắng tầm thường là cái thá gì tiêu đông trưởng tôn lương các khán giả mờ ơi bị hoa mắt sao tiêu thắng bị một đấm nhẹ nhàng đánh bay chắc chắn lăng hàn không sử dụng tiên thuật nào trong đòn vừa rồi không có ký hiệu đại đạo ánh sáng quy tắc nếu đây mà là tiên thuật thì là pháp chưa từng có chỉ một đấm nhẹ nhàng mà tiêu thắng đã bay bay có ai ngờ, ai tin tưởng, trường Tôn Lương thật sự đánh ngang tay với Lăng Hàn sao? Ui, chẳng lẽ không phải tiêu thắng lợi hại mà vì trường Tôn Lương bị thương quá nặng nên gã mới thừa dịp đó? Nếu không thì là lúc trước Lăng Hàn không dùng hết sức. Người không tin được nhất là mấy người thương Nguyệt Thành. Bọn họ biết Lăng Hàn rất lợi hại nhưng chỉ mới biết hắn có thể đấu ngang ngửa với trường Tôn Lương. Bây giờ thấy hắn phát huy thì bọn họ ngây ngốc. Đây thật sự là người sao? Vèo, tiêu thắng xẹt qua không khí bay hướng nữ hoàng. Tuy tiêu thắng bị một cú đấm choáng váng nhưng vương giả dù gì là vương giả, thấy có người xuất hiện trước mặt gã liền đấm một cú giành tiên cơ ngay. Nữ hoàng ra tay, ngón tay như ngọc khiến người mát mắt, nhưng trưởng lực vô cùng hùng hậu. Trưởng đánh ra, kỳ hiệu đại đạo vô tận dày đặc hù chết người. Bùm 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 bùm, tiêu thắng và nữ hoàng đánh nhau kịch liệt, qua đó nhìn ra gã cường đại, có thể đấu với nàng hơn 30 chiêu mới bị một trưởng đánh bay đụng vào lăng hàn. Các người thật sự xem ta như banh, tiêu thắng tức chết, gã hét to thừa dịp bay giữa không trung vận dụng lưới giao lửa, đây là một trong đại chiêu mạnh nhất của gã. Bị hỏa nhẫn chém chúng sẽ bị thương đại đạo, rất chết người. Lăng Hàn mỉm cười vươn tay ra chộp lưỡi giao lửa, tiêu thắng vốn muốn lấy hỏa nhẫn đâm Lăng Hàn, thấy hắn chủ động vươn tay chộp thì càng không né. Bàn tay Lăng Hàn vững vàng bắt lấy hỏa nhẫn, trường tôn lương biến sắc mặt nói, nguy rồi. Phút cuối trường tôn lương ăn hỏa nhẫn của tiêu thắng khiến mảnh nhỏ quy tắc lửa vào người, hòa thành một với thân thể, rất khó bài trừ ra. Bị thương như vậy dù có là cường giả chảm chân, phân hồn ra tay cũng khó thể giải quyết, vì nó dung hợp vào cơ thể, cưỡng ép bài trừ sẽ gây ra tổn thương đáng sợ cho thân thể. Lăng Hàn dùng tay chộp hỏa nhẫn là tự chúc khổ, không thể bởi vì ngươi một kích thành công liền coi thường tiêu thắng, người này là vương giả thật sự, thực lực cao. Phụt, trường Tôn Lương còn đang suy nghĩ trong bụng thì thấy Lăng Hàn chộp hỏa nhẫn rồi đá vào ngực tiêu thắng. Bùm, tiêu thắng lại bị đá bay hướng nữ hoàng, cái này, Trường Tôn Lương há hốc mồm câm nín. Trường Tôn Lương thấy ngón tay Lăng Hàn không bị gì, không có một chút vết khét đen nào,